Chuyện kinh dị Xóm Hà Bá Tác giả Nguyễn Nam Giọng đọc tả từ bí ẩn radio Ven sông một buổi chiều lộng gió vài ba đứa trẻ chăn trâu trong đám tầng cần chạy trên đi Nó lao những bước chân bộn vàng dưới nền đất nóng hổi lởm chởm đầy những đá răm Tay thằng Cần cầm theo con diều bằng vài bóng căng chuột Nó mới làm hôm qua xong Chân nó khoáng một lượt bụi mù những đất đỏ quần theo gió bám vào hai ống quần và kéo cánh học sinh màu cháo lòng nó đã mặc từ hồi tiểu học nay đã ngắn cũn cỡn rồi đám trẻ nhà quê chạy phía sau đứa nào đứa đấy mũ nan dây đeo quàng dưới cổ mũ không đội mà vắt trên lưng vừa đuổi vừa hô lớn anh cần ơi cho em chơi với anh cần thằng cần vẫn chạy rong cho con diều bay lên cao rồi mới dừng lại đóng cọc thi thoảng giật giật vài cái rồi chỉnh cánh bay bọn nhóc ngẩng cổ lên nhìn con diều trắng bay trong sắc trời trong vắt không một gợn mây còn ánh nắng đã hơi ngả về tây rồi bên kia đàn bò thong thả ăn dưới sườn đi hợp tác thằng cần lấy trong đùm áo ra một nắm toàn những me chua và một gói bột canh hào hào một thứ quà có lẽ là khó quên và ngon tuyệt với đám trẻ nông thôn nó vừa đếm me vừa chia miệng lại nói thằng sún này có công đi lấy cho mày ba quả con hạnh với con mi chỉ chơi không chịu đi hái thì hai trái thôi còn có bóng bé nhất anh cho ba quả phần anh ấy anh lấy một quả thôi được chưa bọn trẻ gật đầu thi nhau cạo vỏ me lấy cùi chua mà chấm với bột canh hào hào ăn ngon lành cả bọn đang lùi húi thi nhau ăn thì từ dưới bến sông nơi đeo đậu của mấy hàng trái cá đi lên một đứa con gái trên tay xếp một cái làn mặt nó đen nhẻm chán còn vương mồ hôi bọn trẻ thấy đứa con gái lên đến nơi Chúng quay ra nhìn rồi nói nhỏ với Cần Anh Cần ơi Cái con đen thui kia kìa Là cháu bà Mai Hâm đấy Ở cuối làng Nghe nói bố mẹ nó bỏ làng đi biệt tích Nay mới trở về Giờ neo thuyền đánh cá ở đây này Nó lên chỗ mình làm gì thế nhở Cần không đáp Chỉ lặng im chờ con bé người quất keo đó Đến gần trước mặt Giọng nó nhỏ nhẹ Các anh làm gì thế Cho em chơi với được không Mặt nó bẽn lẽn nhút nhát hỏi Thằng xuống như khinh khỉnh nói như đuổi Ôi dào ơi đổ con thuyền trải ăn muối cá ướt Mới đến gần tôi đã ngửi thấy cái mùi thanh thanh rồi Ai mà thèm chơi với mày Con bé nghe những lời vô tình đó của thằng Xuân Nó sự mặt xuống định bỏ đi Thằng Cần thấy tội nghiệp Nhìn con bé lùi thủi đi Tính nó vốn công bình lại thương người nữa Chẳng mấy khi ỉ lớn bắt nạt ai Thấy con bé tội quá Nó nạt thằng Xuân rồi cay ra nói Chơi cũng được Nhưng mà tao chẳng biết bài tên là gì Ở đây đứa nào cũng có tên đấy thằng sún này này con hạnh sức này con bóng con milu uh, tao là cần con may mày tên là gì nói ra tao biết đã chứ con bé bối rối không đáp nó suy nghĩ một hồi rồi nói em em không có họ tên bố mẹ em bảo thế bố mẹ em không ai gọi em bằng tên cả chỉ gọi em là con bé thôi thằng cần ra vẻ đăm chiêu nó ngẫm nghĩ rồi đáp lạ nhở là người thì ai chẳng có tên mà mày lại không có thì biết gọi thế nào Hay là để tao đặt tên cho mày nhé Con bé thoáng nét dạng dỡ trên mặt Tuy nó đen nhưng nét cười rất duyên Hàm răng trắng sữa đều như hạt bắp Nó hấn hở Vâng anh đặt tên cho em đi Chứ em chẳng có tên có tuổi gì Vậy tao gọi mày là cái tẹo nhá Nhìn mày cứ bé tin hin Bé tẹo ấy Nghe thằng Cần nói thế Bọn trẻ chăm bò cũng súng vào mà trêu con bé Là bé tẹo bé tẹo lần đầu con bé tẹo có bạn Cũng là lần đầu tiên mà nó được ai đó gọi mình bằng một cái tên Ngày trước nó đẻ ra đã ở trên thuyền theo bố mẹ linh đinh nay đây mai đó Chẳng có một mảnh đất cắm rùi Nó cũng chẳng được học hành gì Năm nay đã lên 8 rồi Nhưng một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết Và dĩ nhiên nó chưa từng có bạn Nay nó mới biết được cảm giác có bạn là thế nào Nhưng nói thế thì cũng không hẳn Thực ra nó cũng có một người bạn đấy thằng em trai tôi nó 2 tuổi Chính là người bạn duy nhất mà nó có trong cái thuyền nhỏ này Chỉ chứa được vừa một gia đình Nhưng thằng em nó năm ngoái vừa lên 6 Đã bị hà bá bắt đi mất Nên nó chỉ còn có một mình trên thuyền thôi Chẳng có ai là bạn nữa Nó nhớ như in cái ngày em nó chết Hôm đó một buổi chiều Nó đem bờ bán tôm cho một chợ cá Ở một tỉnh nào thì không nhớ rõ Chỉ biết là xa quê thôi Thằng em nó lúi húi tuổi cơm Bố mẹ nó đứng ở mũi thuyền cho người ta chọn cá Lúc nó bán hết nia tôm rồi Thì trở vào phụ thằng nhỏ nấu cơm trưa Thằng nhỏ tuy mới 6, 7 tuổi thôi Nhưng đã bơi thạo lắm Mà lại giỏi việc nhà Nó vẫn thường nhảy xuống nước tắm gội Rồi mới ăn cơm Hôm nay thì cũng như thế Nhưng trời nắng và oi quá Cái oi ả à của buổi trưa hè Như thiêu như đốt tấm lưng trần của dân trải Nó cũng vì cái nóng mà da rẻ đen bóng Như bây giờ thế này đây cái tẹo chỉ nghe thấy thằng em nói với từ trong quang ra Chị nấu cơm nước hộ tôi Tôi nhảy xuống tắm cho mát đi Rồi lên ăn cơm Trời nắng lắm đấy Tắm cảm đấy Nhưng thằng nhỏ đã nhảy xuống nước nghe ùm một cái Cái tẹo còn mận nấu nốt nồi thịt kho Nên cũng mặc Chẳng biết vì sao Nó lùi húi nấu cơm đến 30 phút đồng hồ Mà hình như quên khuấy đi mất Có cái gì đó bất thường Mãi đến khi bố nó trở vào Mặt bố nó hớn hở vì mới bán hết sạch mẻ cá mới kéo Mẹ nó cũng bước vào khoang lau mồ hôi Bằng cái khăn máng ở trên dây Con tẹo bưng mâm ra Thì nó hốt hoảng dập mình cái tót Thôi chết Thằng cún nó đâu rồi Nó bảo người xuống tắm Sao còn chưa lên Nghe tiếng kêu thẳng thốt Bố nó như linh tính được cái điều gì Bỗng quăng vội nắm đũa Chạy nhanh ra phía mũi thuyền Phía sau mà cái tiếng Cún ơi Cún Mày đâu rồi Về ăn cơm tôi gọi thế để chấn an thôi nhưng tay ông bố đã run run rồi chỉ một phút sau ông bố cởi áo nhảy um xuống nước lặn ngồi bên dưới tiếng nguyên náo khóc lóc của mẹ cái tẹo đánh động đến các hàng xung quanh người ta thi nhau mà nhảy xuống mò tìm thằng cún nhưng vô hiệu bố nó buồn bã ngồi lên mui kiệt sức vì mặt sông đang chảy đục ngầu mẹ nó nằm vật ra khóc hết nước mắt nó cũng khóc nó cũng đã biết thế nào là chết rồi tức là nó sẽ không bao giờ còn thấy được em nó trên đời nữa Người ta mò ra thằng cún đến mãi khi trời tắt nắng Nhưng mà không tìm thấy được Bố nó đấm mạnh xuống môi thuyền Nước mắt rơi lạ trã Cả nhà nó bỏ cơm Nồi thịt co vứt chổng trơ Chẳng ai thèm đụng đũa Cứ như vậy một ngày một đêm Bố nó thì không ngủ được Đem sớm một bát cơm, một miếng thịt Đặt lên trên vót đuôi đũa bông Cắm vào giữa, đặt ở mui thuyền khấn thằng cún Còn đời con sống côn tắc thiêng Con phải ăn cơm Được con có thương bố thương mẹ thì con nằm vào lưới này Nói rồi bố nó tả lưới xuống để cả đêm Cái tẹo nằm trong khoang tổn thức Ngay bố khấn cho đến khi mệt quá thì ngủ tiếp đi Nó nằm mơ thấy thằng cún Bám tay vào hai bên mạn thuyền Đang trèo lên ngồi trên mui Mặt buồn rười rượi Tóc còn vương nước Nhỏ tí tách trên sàn gỗ Mặt thằng cún bụng ra xanh nhợt Ngả màu xám xám Thằng cún nhìn vào trong khoang Rồi bỗng dưng nhảy lại xuống nước cái tẹo bật dậy tỉnh mộng Nó nói lớn lên trong vô thức Bố ơi em cún về rồi Bố nó thấy nó đang ngủ Bỗng bật dậy nói thế Ông bố lao ra ngoài cả tâm lưới lên Quả nhiên xác thằng cún đã nằm gọn ngay ngắn Ở bên trong rồi Bố nó nhảy xuống vớt thằng cún lên tầm liệm Rồi hôm sau bố nó mang ở đâu về Rất nhiều đá Chỉ thấy bố nó lặn xuống nước một hồi Đào cái gì đấy dưới đáy Rồi bó xác thằng nhỏ lại vào bên trong chiếu thật chặt Bực thật nhiều đá bên dưới Bố nó đem sát thằng cún dìm xuống dưới sông Rồi đem đá đè lên thành một cái mộ con Bố nó bảo thằng cún bị hà bá bắt Nếu mà đem lên bờ thì chết cả nhà Nên phải chôn thằng cún dưới đáy sông Rồi nhà nó nhổ neo tìm về quê cũ Bố nó cũng sinh ra thật uống rượu Nhà nó vốn là dân chài từ thời ông nội nó đã ở đất này Cái nhà con ở cuối làng của Mai Hâm là nhà nó Nơi bố nó lớn lên cho đến lúc bỏ đi và sinh ra nó Đây lần đầu tiên nó biết mình cũng có quê, có nhà ở trên mặt đất Một toán kia ấy vụt qua đầu cái tẹo Thằng Cần thấy nó đứng ngây ra thì bảo Mày là cháu bà Mai Hâm mà Vậy ông Lâm Hến là ông nội mày chứ gì Cái tẹo gật đầu Thật ra nó chỉ mới biết thôi Chứ bố nó chưa từng một lần nhắc đến ông bà nội nó khi nào Bà nội nó có cái tên ấy cũng là vì nhiều lẽ Vốn là cái tên này Thằng Cần có hỏi bà nó Thì bà bảo Bà Mai bị hâm ấy Là vì ông Lâm Hến Ngày xưa chặt đứt đuôi của Hà Bá sông làng này Nên bị Hà Bá nó thù Chuyện ông Lâm Hến Mà thằng Cần được nghe Là câu chuyện có lẽ nó thích nhất Mỗi khi ngồi hóng các bà nói chuyện ma Không ngờ hôm nay Con bé này lại là cháu nội của ông Lâm Hến Nó vẫn thường được bà nó nhắc tới Nó nói tiếp với cái tẹo Thế này nhá Tao cho mày chơi với bọn tao Những đứa còn lại Thì không được đứa nào chơi cái tẹo là con thuyền trải Nghe rõ chưa Đứa nào có bắt đặt nó ấy, Thì tao không chơi cùng nữa đâu Nói rồi thằng Cần làm ra vẻ nghiêm nghị Như muốn nạt đũi trẻ chăm bò Nó là anh lớn Lại về trò cho đám trẻ rất vui Từ đốt lò Trụng khoai trụng ngô đem nướng Thằng Cần luôn là đứa cầm đầu Nên đám trẻ nghe nó răm rắp Không dám cãi Từ đó cái tẹo ban ngày Theo bố mẹ đi bán cá tôm chiều lại về căn nhà trong làng chơi với lũ trẻ và thằng Cần. đám trẻ con trong xóm cũng quen dần với sự có mặt của cái tẹo, không còn kỳ thị hay bắt nạt nó nữa. cho đến một hôm, thằng Cần cùng đám trẻ theo cái tẹo về nhà chơi. tuy ở làng từ bé nhưng thằng Cần chưa bao giờ đặt chân vào trong này. nó sợ bà Mai hâm. người làng bảo bà Mai chỉ lủi thủi ở nhà, không quan hệ với ai. những nhà gần đó có kể rằng bà Mai có những đêm ngồi ngoài sân khóc hờ ngay thảm thiết lắm. Đầu tóc bà rũ rượi chẳng khác nào một con ma già Thằng Cần hãi lắm Nhưng nghe nói cái tẹo bảo rằng Bà nó không đáng sợ thế đâu Nên nó nài nỉ bọn trẻ về nhà nó chơi Ban đầu Cần còn rụt rè lắm Nhưng nghe cái tẹo nói Nài nỉ quá Nó cũng vào chơi Mà kéo theo lũ nhỏ đi cùng Bước vào trong sân không thấy ai Cả đám hơi yên tâm Nhưng còn đề phòng lắm Cái tẹo bưng rổ khoai ra đặt trên đất Bảo cả bọn ăn khoai Chúng nó xúm lại mỗi đứa bốc một củ Rồi nhôm nhòm ăn Thằng Cần thì khác Nó đi lại sơ dứ ở trong sân Mắt quan sát xung quanh Rồi dừng lại ở trước cửa nhà Trên cái ban thờ sơn son Đặt trong gian giữa, cũ kỹ Nó thấy trên hương án Là một đoạn xương của con gì rất dài Đám trẻ vẫn vừa ăn khoai Không đứa nào để ý đến đoạn xương kỳ dị ấy Chỉ có duy nhất thằng Cần là thấy thôi Nó muốn kéo cái tẹo lại Hỏi xem đây là đuôi con gì Chưa kịp hỏi Thì bên ngoài đã có tiếng le nhè của một người Nó biết là đang say Ông bố cái tẹo bước vào sân Trên tay cầm một khúc cây to Người nồng nặc mùi rượu Quát táo âm cả lên Bố nó trên đại ban thờ Chỉ đến bức di ảnh của ông Lâm Hến Được phóng bằng bút chì đen mà mắng Rồi vung cây gỗ đập mạnh xuống bàn thờ Làm cái đoạn xương trên lưng án Rơi xuống đất nằm ngổn ngang Cần không dám vào căn ngăn Vì bố cái tẹo làm dữ quá Đang chẳng biết làm sao Thì vừa hay bà Mai Hâm cũng ở đâu mà chạy về Ôm đầu mà kêu giống lên rằng những đoạn cây nắm lấy tay bố nó ngăn lại tóc tai bà rũ ra hai mắt long lên như người điên bố cái tẹo thì say máu đập phá đồ đạc miệng chửi rủa bà cứ bỏ ra vì nó mà con tôi chết đuối đi này vì nó mà anh chị em tôi chết không thấy xác bây giờ bà còn thờ nó làm cái gì làng này ai cũng coi tôi là đứa thuyền trài không có mảnh đất cắm rồi thì thờ làm gì bảo vệ làm cái gì bố cái tẹo đẩy ngã bà mai hâm ôm đoạn xương ấy chạy ra ngoài mé sông mọi trẻ con chẳng hiểu cái chuyện gì. thằng Cần cũng vừa ngơ ngác vừa sợ hãi. trên trời thì mây đen vần vũ, sấm sét đã từ đâu kéo về một vùng đen kịt. cái tẹo chạy đuổi theo bố nó ra mé sông. thằng Cần cũng lao theo, muốn giữ nó lại, vì trời sắp mưa lớn rồi. từng hạt lách tách rơi trên nền đất đỏ. bố cái tẹo ôm đoạn xương nhảy lên khoang thuyền, rồi giơ hai tay lên trời mà hét lớn: Hà Bá, tao trả đuôi cho mày đây, mày trả con anh chị lại cho tao. Côn ấy vừa dứt thì mới đổ trắng xóa mặt sông, nổi lên toàn sóng dữ, vẩn đục cả một khúc trường giang sóng nước đánh vào mạn thuyền. Bố cái tèo trao đảo trên quang, từng đợt sóng vỗ, hất nước tung từng đợt bọt đục ngầu. bố nó lấy đà lẳng đoạn xương ấy ra giữa sông. Nào ngờ đâu chiếc thuyền trong tranh hất bố nó cắm đầu xuống dưới nước. Thằng cần khi ấy túm được cái tẹo mà lôi trở lại Cái tẹo chỉ thấy Bố nó lặn ngục bên dưới lòng sông Đang nổi cơm phong ba Bất chợt Từ bên ngoài một bóng đen dài Nhanh như cắt từ đâu vọt đến Cuốn lấy bố nó rồi chui xuống đáy sông mất dạng Thằng Cần với cái tẹo Không tin vào mắt mình Chẳng hiểu thứ gì vừa xuất hiện Nó chỉ lăn ra mà khóc Gọi bố rồi đòi nhảy cả xuống sông Thằng Cần phải gắng sức lắm Mới ôm chặt được nó không buông cái tẹo vùng vẫy một hồi Mưa xối thẳng vào mặt của cả hai Làm nó ngất đi không vùng vẫy được nữa Thằng cần lúc ấy mới xúc nó lên lưng cọc nó về để báo tin cho người làng chung biết Người ta đổ ra để tìm kiếm xác bố cái tẹo Mấy hôm nay nhưng mà không thấy Bao công người làng đổ chèo thuyền Lấy lưới kéo Nhưng cũng chỉ thấy mặt nước đen ngòm đục ngầu bí ẩn Từ cái hôm bố nó ngã xuống sông chết mất xác Mẹ nó cũng như người mất hồn luôn Vừa qua cái tang này lại đón ngay cái tăng khác Mất chồng, mất con Hai cái tang quá lớn Chẳng phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ Để vực dậy thêm lần nữa Còn cái tẹo chỉ biết ngồi lặng thinh Nhìn người ta thả cái con tài Bên trong cái thân cây chuối ra giữa dòng nước Mà mặt nó buồn rời rượi Dân làng chung xưa nay Vẫn thờ một vị thần sông gọi là Hà Bá Và ít khi dám tìm kiếm ai chết đuối họ chỉ làm qua loa cho khỏi mang tiếng chứ dại có mà tìm được xác thì cũng chẳng ai dám đem lên đám trẻ con thấy cái tẹo buồn thì chúng cũng súng lại ăn nổi một cách ngu ngê chẳng biết có xoa dịu được chút nào trong lòng cái tẹo không nhưng ít ra đó là điều duy nhất chúng có thể làm được cho cái tẹo bây giờ sau ngày hôm ấy mẹ cái tẹo vừa mãn tăng chồng thì đã bỏ đi đâu biệt tích để cái tẹo lại cho bà mai hâm nó chỉ lùi thủi trong nhà có khi cần bắt cặp nó lẩm vẩn ngoài bờ đi nhìn xuống mặt sông như đang chờ đợi điều gì thằng cần bất giác nhớ về câu chuyện bà nội nó kể trong lúc nói chuyện với ông lâm hến mà không khỏi nghi hoặc về cái lời nguyền và thứ gọi là hà bá kia có thực sự tồn tại hay không và cả cái câu chuyện năm nào về một nhân vật bí ẩn tên là lâm hến bà nó bảo Ông Lâm Hến vì chém đứt đuôi Hà Bá Nên làng chum này phải chịu tội Ông Lâm Hến không chỉ là một ông thuyền trai Mà còn là một lão thầy phù thủy Dân làng chum bảo với nhau như vậy Người ta vẫn kể chuyện ông Lâm Hến Đến đất này đánh yêu tinh dưới nước Để cứu bà Mai Hâm Nên hai người mới thành vợ chồng Rồi có con Do môi tưởng của thằng Cần Nếu về những tháng ngày xưa cũ Qua lời kể của bà nó Cứ mơ hồ ẩn hiện trong đầu Cách đây hơn 30 năm về trước xứ này mỗi lần mưa lớn sóng dữ nổi lên làm cho đi điều nhiều khúc bị vỡ khiến dân làng chạy lụt tứ tán khắp nơi khổ sở vô cùng năm đó cũng vừa nạn lụt dân làng đã bỏ đi vãn phần nửa họ đến ở nhờ tại các nhà người quen có nhà cao trên núi đồng ruộng khi ấy chìm trong biển nước các đoạn đê vỡ nước tràn vào từ từ dâng lên sức nước thì không quá mạnh nhưng dâng lên khá nhanh khiến nhiều người chủ quan mà không kịp trở tay từ ngoài có một cái thuyền con chẳng biết lạc từ đâu vào thuyền lướt trên sóng dữ đạp phong ma để cứu người bị nạn một người đàn ông nước da đen bóng trên đầu quấn khăn vuông đi dép lốp quần ống suông sắn đến đầu gối thân hình rắn giỏi có hình xăm chằng chịt ông ta lấy cái xào để con thuyền tiến về phía trước rất nhiều người được người đàn ông đó đưa về chỗ an toàn lúc ấy bà mai hâm hãy còn trẻ gia đình chạy lũ ly tán ở đâu không rõ bà mai bị kẹt lại ngồi trên mái nhà không biết kêu cứu, cứu ai Lúc ấy chẳng may bà trượt chân ngã xuống nước Vốn biết bơi Nên bà cố gắng bơi trở lại bờ Nhưng hình như dòng nước xiết Nhưng cứ muốn đẩy bà ra xa Bà Mai dần đuối sức Lúc này thì từ đằng xa Bà thấy con vật gì lớp da xù xì nhìn không rõ Nó to lớn dài đến cả 10-20 mét Đang từ lỗ thủng của con đê Bơi vào bên trong Tiến lại phía bà Bà Mai không biết nó là cái gì Nhưng cũng hoảng sợ cố tìm cách mà bỏ chạy Nhưng nước mạnh quá Bà cố bơi vào nhưng vô hiệu Còn vật kia đã lặn xuống dưới nước mất dạng Cái sự im lặng bao quanh làm làn nước đục ngầu khiến cho ai một lần gặp phải cũng sởn ra gà lạnh gáy Vì họ không biết rằng bên dưới ẩn chứa thứ gì Cái lo sợ vô hình ấy sẽ tra tấn họ một cách từ từ Còn quái vật kia làm cho bà hồi hộp tim đập thình thịch Chưa kịp định thần thì bất ngờ có một người túm lấy vai bà Một hai nhanh như cắt nhấc bà lên khỏi mặt nước rồi thân hình rắn chắc ấy Nhanh nhẹn mà lao xuống dưới nước Trên tay cầm con dao tựa to bản Ngụp xuống là nước bạc Tức thì bóng đen dài bên dưới Cũng lặn xuống lao về phía người đàn ông Mặt nước sủi tăm cuốn tròn thành nốc xoáy Tưởng rằng ông ta Đã bị con quái vật bí ẩn kia Cuốn lấy đem đi rồi Thì bất ngờ ông nổi lên mặt nước Bơi vào thuyền Và mai khi đó sợ hãi Người run lên vì lạnh Người đàn ông ấy tên là Lâm Hến Ông Lâm nói Nó là ma nước ở dưới sông này đấy Chỗ khác thì gọi là Hà Bá Nhưng theo tôi thì hễ thần thánh Mà bắt người thì chỉ xứng đáng là ma mà thôi Lần này để nó chạy thoát rồi Chứ lần sau tôi nhất định chặt đuôi nó Chém chết nó Cái khí khái hiên ngang của ông Lâm Là bà Mai thấy bên trong người này Mang một cái gì đó lớn lao Và thật mạnh mẽ xứng đáng để nương tựa rồi từ đó cả hai quen nhau ông lâm cũng là dân ngụ cư chẳng có đất đai vườn tượt gì chỉ có con thuyền đánh cá để mưu sinh bà mai thì cãi lời cha mẹ quyết theo ông lâm lênh đênh trên sông nước neo đậu ở bến quê kiếm con cá con tôm đắp đổi qua ngày cuộc sống không quá khó khăn nhưng phải cái con thuyền nhỏ quá mà bà mai lại mắn bà sinh liên tiếp 6 người con một cái thuyền chứa cả một gia đình bên trong ấy nhưng khi bão về, mây đen kín trời, sóng nước vỗ vào bờ, những tiếng ầm mầm sói lở, những đất những cát, những cỏ những cây trôi cả xuống mặt sông. Có đêm đang ngủ thì xác người chết đuối từ thượng nguồn đổ về, đụng vào thân thuyền ngay cung cốc. Dân trài thì kiêng, ít khi vớt xác người chết trôi. Nhưng ông Lâm Hến thì khác, hết có người chết trôi ra vào thuyền ông. Là ông đem lên bờ, mặt chôn ở gần bãi cây đa, có đến hàng chục ngôi mộ vô danh ấy cái nghề thuyền trài cấp cơm hà bá Thực phúc chẳng thấy đâu Chỉ thấy họa thôi Đến khi năm đứa con đầu lòng của ông Lâm Hến Đến tuổi đi học Ông mới cho nó lên bờ Để theo chúng bạn học lấy cái chữ Còn ông thì cặm cụi ngày ngày Kéo vó tôm đánh cá Bán lấy gạo lấy tiền nuôi con Nhưng trời lại phụ lòng người Đứa con cả của ông trong một lần nhảy xuống cứu bạn chết đuối Thì cũng kiệt sức Chìm xuống dưới lòng sông không tìm được xác cũng giúp ấy làm cho ông Lâm từ một người hào sảng nghĩa hiệp Nay lại càng lầm lì ít nói Người ta thấy ông ngồi uống rượu Rồi miệng than thở không ngôi Cho đến khi bố mẹ bà Mai Xót con xót cháu quá Mới cắt cho vợ chồng một mảnh đất Làm chỗ ăn ở ở trên đất liền Ông Lâm đồng ý để vợ con lên bờ Còn bản thân ông nhất định sống trên thuyền Tối ông ngủ lại trong khoang Ngày thì nấu nước thổi cơm cùng bà Mai đánh cá Đám trẻ con ông được lên bờ Đỡ sống cái cảnh nheo nhóc và linh ninh. Nhưng vẫn bị người làng khinh miệt lắm Ông Lâm Hến biết chuyện Muốn đưa chúng trở lại thuyền Nhưng mà Mai không đồng ý Bà không muốn con bà phải sống cảnh lênh đênh trên mặt nước Một chữ bài tôi cũng không biết Bà không muốn chúng giống như ông Cho đến mãi một hôm Một hôm định mệnh Một con đò ngang từ bên kia sông Chở theo ba mẹ con một nhà trong làng Lúc ấy ông Lâm còn buông lưới Ngồi hút thuốc trên khoang Hướng cấm mắt sáng nhìn về phía con đò Đang từ từ sang sông Bỗng ông Lâm đứng phát dậy ra hiệu cho người bên kia đừng có sang Nhưng có lẽ khoảng cách quá xa Hai bên cơ hồ không thể nghe thấy tiếng của nhau Bất giác ông Lâm chạy ngay vào trong khoang thuyền Lấy ra con dao cắm dắp vào sau lưng Rồi phi nhanh ra mạn thuyền Vừa lấy cái can nước to buộc vào bên hông Nhưng có điểm dự đoán Bất ngờ phía dưới đáy thuyền Và mạnh phải thứ gì Làm con đò trao đảo Sông thì vốn chẳng có đá ngầm cá cũng không có con nào lớn đến vậy Mà khiến cho con đò có thể rung lắc dữ như vậy Cả ba mẹ con cũng ông lái đò Trước kịp hoàn hồn Thì lại một cú đâm nữa Nhưng lần này mạnh hơn Con đò lật úp hết tất cả xuống dưới nước Ông Lâm vừa thấy đò lật Thì vội lao xuống nước như con rái cá Bơi vương vút rẽ mặt nước đến cứu người Từ dưới mặt nước đen ngòm Một con vật đen dài to lớn Lao mạnh từ dưới đáy sông lên Trên thân nó Mọc đầy những cánh tay, những bàn chân và những cái đầu Toàn thân nó bọc ra những thân người Lao lên mà nắm chặt đấy chân tay người chết đuối Ông Lâm hoảng hốt dập mình hét lên Là ma nước, ma nước Rồi vừa kịp um lấy người đàn bà đang chơi với Đưa cho bà ta một cái can nhựa ở bên ông Rồi bảo bà ta bám lấy Còn bản thân ông thì lặn xuống dưới nước Thấy người lái đò bị cái châm vịt chém phải một nửa bằng đầu bị cắp phăng máu hòa với nước sông tuôn ra không ngớt một chân bị mắc vào dây dợ hai mắt mở to lạc thần không còn sự sống ông lâm biết không cứu được bèn lặn sâu xuống hơn nữa để tìm hai đứa trẻ con càng lặn xuống sâu càng thấy tức ngực mặt nước đen ngòm đầy những rong rêu và rác rưởi một bóng đen dài vừa lướt qua ông lâm rút cây dao quắm cầm trong tay vừa lặn theo thấy hai đứa trẻ bị những cánh tay mọc trên thân con vật đen sì nó nắm chắc lấy rồi lôi tuột xuống dưới ông lâm lặn theo dùng con dao to bản lấy hết sức bình sinh mà chặt xuống một mỏm đuôi con vật nó kêu thét lên những cánh tay nhà hai đứa bé ra rồi lao về phía ông ông lâm hến chỉ nhắm mắt rồi trên thân những hình xăm kỳ lạ của ông phát sáng nhắm đúng đúc con vật kia lao tới ông lại bổ xuống một nhát nữa con dao quắm cắm vào đầu con quái vật Nó đau quá Phải bỏ chạy Hai cái xác đứa bé cũng từ từ Mà chìm xuống đáy sông Chỉ có một màu đuôi của con vật đó thì nổi lên trên Ông Lâm thất vọng Cố hết sức mà ngoi lên trên mặt nước Tùm lấy cái đuôi vừa bị đứt ấy Ném vào trong khoang thuyền Rồi bơi lại phía người đàn bà Đang băm lấy chiếc can đựng nước Để được bà ta vào bờ rồi mới ăn nổi Tôi mặc dù rất cố gắng để cứu lấy con chị Nhưng không may bị Hà Bá bắt đi mất rồi Người đàn bà nghe thấy thế Vội vùng lên muốn lao xuống sông chết theo con Ông đành phải ghi chặt đến người đàn bà để chấn an Từ huyên đáo Làm cho những người quanh đấy phải chạy lại Hốt hoảng hỏi Có cái chuyện gì thế? Làm sao thế hả? Ông Lâm Hến thuật lại chuyện con đò bị lật Rồi buồn bã nhảy xuống sông vứt xác người lái đò hãy còn bị mắc ở bên dưới từ mấy, mặt sông nổi lên cơn phong ba vần vũ mưa đen từ đâu kéo đến sấm sét nổ vang trời như báo hiệu một tai họa sắp ập đến với làng chung ông lâm một mình ở trên thuyền neo bên bờ mặt đức động dữ dội làm thuyền bè chòng chành từng cận sóng to mà vỗ vào thân thuyền như muốn đánh cho vỡ tan thành muôn mảnh ông lâm nằm ngủ ở trong thuyền bỗng nghe bên ngoài có tiếng hát Vừa trông ra đã thấy có người con gái Ngồi ở mũi thuyền đang cất tiếng Người cô ta ướt sũng Trần chuồng như nhộng Quay lại nhìn ông với cặp mắt xanh ngút thồn. Ông Lâm không sợ hãi Chỉ lấy nhọn nồi than cho trong lò Bôi lên hai mắt Rồi chạy ra tay của con dao dựa Chém xuống mạng thuyền ba nhát Cô gái kia sợ hãi liền nhảy ùm xuống nước Chỉ thấy mặt sông sủi tăm Gận lên những sóng Ông Lâm Hến lầm bẩm đọc thần chú rồi vào trong khoang lấy ra ba thẻ nhang Và một ít tiền vàng để ném xuống sông Tức thì trong lưới kéo tôm của ông Nổi lên một xác người đàn bà lõa thể gương mặt đã bị cá rỉa nắp bươm Ông Lâm như đã quá quen Vội kéo vó tôm lên Rồi lấy xào đẩy xác người đàn bà ra ngoài Rồi dùng đầu xào kéo tên người đàn bà đấy Lại phía bờ Ông Lâm lấy cuốc và dao ra Đào một hố sâu độ hơn một mét Rồi vùi xác người đàn bà ấy xuống Quấn tạm bộ quần áo cũ lấp đất xuống cho khỏi tuổi. Sau cùng ông cắm ba nên nhang miệng khấn. Tôi không biết cô ở đâu trôi giạt về đây, nghĩ thương tình cô lạnh lẽo, tôi trôn cô ở đây. Nay tôi cũng nhập trạch cho cô tại cái làng này, đừng có vấn vương thêm tôi nữa. Nói rồi ông lâm hến lại bơi thuyền ra xa, rồi tắt đèn sáng lên thả bó tôm tiếp. Vậy là một cái xác lại được chôn ở bãi cây đa nữa mà không ai biết ông Lâm Hến cũng chẳng kể cho ai. Vài hôm sau, nghe tin người đàn bà bị mất con trong vụ đám thuyền hôm trước, đang ngủ ở trong nhà bỗng chạy một mạch ra cây cầu gần đó để nhảy xuống sông tự tử. Cắm thẳng vào một thanh sắt ngầm bên lòng sông. Có lẽ do đội thi công móng cầu vô ý bỏ sót mà không ai biết. Thanh sắt đâm xuyên qua bụng, làm cho người chết ở dưới sông không trôi đi được mà vướng thanh sắt mắc lại ở đó. Người nhà lẫn người làng chung sợ hãi, không ai dám ra vớt có người đánh bạo chạy ra nhờ ông lâm hến xuống vớt xác hộ tính ông thì bạo gan lại quen việc tiếp xúc với xác người chết trôi sông nên chỉ có ông mới giúp được ông lâm hến chỉ bảo người nhà đi trước rồi ông một mình trèo thuyền ra chân cầu cắm con xào xuống nước rồi nhảy ùm xuống sông khi vừa xuống đến nơi thấy xác người nằm bà hôm nọ đã trương lên tóc tỏa ra trôi trong nước ông lâm hến vừa sờ tay người nằm bà tức thì mỡ và da thịt từ cánh tay người chết tuột ra bất tình mình cái xác mở mắt, hai tay bóp lấy cổ ông lâm hến, dìm ông xuống nước. Ông lâm hến bị bất ngờ, lại bị cái xác như có sức mạnh dị thường ghi lấy mà không cho ngon lên thở. Ông cố gắng lắm mới lần được trong lưng quần một đồng tiền xu, lấy tay ấn vào chán cái xác đó mà dí chặt. Nó vùng vẫy buông ông ra, như có luồng điện năng chạy vào khiến nó co cắp tay chân, rồi từ từ buông thõng ra, trả lại cái trạng thái của một người chết đuối. Ông Lâm đẩy cái xác lên trên Tụt khỏi cái cọc sắt Rồi nắm tóc người chết kéo vào bờ Gia đình ùa cả ra để kêu khóc không ngừng Ông Lâm nói Người đàn bà này không phải chết tự tử đâu Bà ta bị hà bá sống này Gọi ra bắt chết đấy Số bà ta bị chết đuối Không thể tránh được Nói rồi ông Lâm Hến Lại lên thuyền đi thẳng Một mực không chịu bước chân lên đất bằng Người ta chẳng hiểu vì sao ông Lâm lại cứ ở dưới thuyền mà không bao giờ đặt chân lên mặt đất. Điều đó làm cho không ít kẻ tò mò. Người thì bảo ông ghét sống trên cạn. Người thì bảo có lẽ ông không tin vào những người trên mặt đất nên mới sống cuộc đời chịu cảnh lênh đênh sông nước như vậy. Có người nói ông làm nhiều chuyện ác quá nên phải lấy nghề đánh cá mà vứt xác trôi sông để chuộc lại phần nào âm đức. Người ta theo dệt về ông Lâm nhiều chuyện ly kỳ lắm. Nhưng có lẽ tất cả chỉ có bà Mai Hâm là người hiểu rõ nhất bà ít khi cho đàn con xuống thuyền với bố kể từ ngày cho chúng lên bờ dù ông rất nhớ con từ ngày thằng con cả chết đuối mất xác thì bà cũng e sợ cái nghề sông nước cướp cơm hả bá của ông lâm bà dặn con không được lại gần bờ sông hoặc lang thang một mình ở dưới bãi bồi mười mấy hôm trước trong làng có một cô đồng đang giữ trưa chạy ra bãi sông quỳ ở đấy mà miệng nói lảm nhảm người làm biết là bị nhập rồi nên chạy ra xem thấy cô đồng trừng mắt chỉ tay xuống mặt sông mà nói tao là Hà Bá sông này. Làng mày có đứa cướp người của Hà Bá đã nhiều, lại còn chặt đứt đuôi Hà Bá. Giờ tao sẽ phạt người làng mày phải gặp họa sông nước đến tuyệt diệt mới thôi. Nói rồi cô đồng ngã ngửa ra đất, nấc lên mấy cái, rồi từ mồm miệng ốc ra toàn nước. Mắt mũi cũng chảy ra từ nước đục ngầu như nước sông. Rồi cô đồng bỗng ho lên sặc ruộng, nôn ra nào cơ man, toàn là nước sông nhưng người mới chết đuối được người ta cứu lên vậy người làng chung sợ quá nhớ ngay đến ông lâm hến chuyên đi vứt xác nhưng giờ còn nghi ngại chưa biết tính ra làm sao những ngày sau quả nhiên những người đánh cá trên sông ấy được gặp nạn thương tâm trẻ con trong làng nhiều đứa đêm đang nằm ngủ bị lôi dậy rồi đâm đầu xuống giếng chết không ai biết ông lâm hến biết rằng các mạch nước ngầm dẫn từ sông vào trong làng đều là nơi hà bá cai quản nó có thể dẫn đến người đi tự tử rồi dìm chết người ta. Liền đem cái đuôi của Hà Bá khi trước này đã khúc quất lại đưa cho bà Mai bảo đem về thờ. Bà Mai đem cái đuôi ấy về đặt lên bàn thờ thì trong xóm có bảy nhà có con nhỏ thì sáu nhà chết đuối chỉ có nhà bà Mai là không sao cả. Người làng chung tức lắm lại tin lời cô đồng trong làng họ đã nhăm nghe muốn đuổi ông Lâm đến đi. Nhưng khi trước đã từng nhờ vả ông nhiều nên cũng ái ngại. Đỉnh điểm là nhà anh Trung một anh dân quân xã năm nay đã có ba con nhỏ chẳng biết vì nguyên cớ gì mà anh đi làm về gọi ba đứa con nhỏ nhưng mà không thấy chúng đâu anh trung sợ quá lần ra cầu ao sau nhà thì bàng hoàng không tin vào mắt mình hai đứa con lớn của anh bị ngã xuống ao còn nằm úp mặt bên dưới nước sắc đã nổi mà không ai biết nghe tiếng hô hoán thì dân làm mới chạy sang ai cũng sợ hãi run rẩy khi thấy cảnh đau lòng trước mắt anh trung vội nhớ ra đứa con nhỏ mới biết đi của anh cũng không thấy đâu hốt thoảng anh nhào ra ngoài sân để tìm kiếm quanh nhà mà không thấy mấy người khác cũng bổ đi tìm một ông trong số ấy thì khát nước quá bèn mở vại nước mưa lên lấy gáo dừa định múc uống thì mới giật mình đánh rơi cái gáo chỉ thay vào trong mà hô lớn trời ơi thằng bé nó nó đây này hàng giò súng lại xem thì thấy đứa nhỏ đã bị ai dìm mà trong vại nước mưa mà đậy nắp lên rồi. Anh Trung như phát điên vứt đứa nhỏ ra. Cả ba cái xác đặt trên chiếu giữa sân. Nhưng anh không ở nhà làm nắm tang cho đứa con mà vác cậy chạy ra nhà bà Mai Hâm. Tùng đến bọn trẻ con rồi trói lại. Mấy người trong xóm có con chết đuối cũng nhân đấy mà chạy theo phụ anh Trung bắt mấy đứa trẻ nhà đấy mà lôi ra khỏi nhà. Bà Mai có cản lại kêu khóc thế nào cũng không được. Người làng Trung đã quên hết những ân tình cũ họ trở mặt cho rằng chính ông Lâm ở đây đã cướp cơm của Hà Bá nên con họ mới chết. Đám trẻ con trong nhà ông Lâm bị trói ra bên sông. Trong lúc tức giận, họ định ném cả bọn trẻ xuống nước. Nhưng có người ngăn lại vì như thế tàn nhẫn quá. Tiếng kêu khóc của bốn đứa trẻ trên bờ sông làm náo loạn cả một vùng. Họ cất tiếng gọi thuyền ông Lâm đang đậu ở giữa dòng. Ông Lâm nghe tiếng gọi rồi lại có tiếng khóc thấy đám con nhỏ bị trói ở sườn sông ông không hốt hoảng mà ngửa mặt lên trời than thở rằng họa có tránh cũng không được nay ông trời bắt tôi và con tôi chết chẳng là đêm qua lúc ông còn đang chợp mắt ban đêm thấy có người đàn bà từ bên ngoài mặt nước nhảy lên thuyền ông lâm tỉnh dậy xem người ấy là ai thì hóa ra là cái người đàn bà có sắc trần chuồng ông chung cất hôm nọ người đàn bà ấy ngồi bên khoang thuyền cất giọng trầm trầm nói vọng vào bên trong ông nên đi ngay đi tôi báo cho ông biết tin này để ông tránh sắp có tai họa đến với ông rồi thần sông này không tha cho ông và con cái ông đâu sức ông không đấu lại được nó nó là linh hồn của hàng trăm hàng ngàn con người chết vì đuối nước hợp sức thành sức ông không chống lại được nó đâu nó sẽ bắt ông con cái ông và cả con cháu ông nữa Bắt cho đến đủ ba đời thì mới thôi Ông Lâm Hến nghe đến đây thì bừng tỉnh Trong lòng ông không khỏi dâng lên một sự bất an khó tả Có lẽ nào lời thầy ông nói khi xưa đã thành sự thật Ông Lâm vốn là một thầy bùa ở cái làng chum rất xa Chẳng biết là phải đi bao nhiêu ngày đường mới đến được Chỉ biết có một lần ông cùng các bạn đồng môn Đến làm phép bắp ma cho một nhà trong xóm Ông vốn có tính kiêu ngạo vì tài học hơn các bạn Mà đến nỗi làm cho cả nhà ấy phát điên Thầy ông giận lắm yểm lên người ông một bài chú Bắt ông phải xuống thuyền Không được phép đặt trên nơi bờ Để ông trụ lại cái phần âm đức Phải vớt và cứu một ngàn người chết đuối Chỉ cần hãy ông lên bờ Để làm cái việc thiện chôn xác người đuối nước trôi sông Thì không sao Nhưng nếu ông lên bờ bỏ thuyền sinh sống Thì chỉ một ngày thôi là ông chết Số kiếp của ông giống như con tung con cá phải lênh đênh nay đây mai đó trên mặt nước bạc. Trước khi đi, thầy ông có nói Mày là cái người học đạo, vốn đã có hiểm với ma quỷ. Tốt nhất đừng có lấy vợ con, chỉ thêm khổ thôi. Ông Lâm Hến nghe đến đây thì bừng tỉnh. Ông Lâm Hến giận thầy mình rồi một mình bỏ xuống thuyền không nghe. Tình khí ngang tàng ấy, cố chấp ấy, có lẽ đến nay đã ứng nghiệm. Ông Lâm nhớ lại những lời ấy Mà tay lấy mái chèo đưa con thuyền vào gần bờ Ông cất tiếng nói sang sảng Các ông định trói con tôi đi đâu Ông Lâm đấy à Phải đem chúng đi ngay đi Người làng này sẽ chết vì ông và lũ con của ông Ông đã có tội với Hà Bá rồi Thì đem chúng đi đi Nếu còn ở lại ấy, chúng tôi sẽ đem chúng xuống nước Các người lỗi là ở tôi Trẻ con không có tội tình gì Đừng có lôi thôi Cút đi Cả đám cá con này nữa Cũng cút đi Nói rồi người làng chum kể chó cho bọn trẻ đẩy chúng xuống nước Lũ trẻ đều biết bơi Chúng bơi cả về phía thuyền ông Lâm hến Ông Lâm xót xa đón các con lên thuyền Vốn muốn gửi lại giọt máu của mình ở trên đất liền Nhưng đến nay cũng không được Ông buồn bã để con thuyền ra xa Đưa đám trẻ ra mãi ngoài sông Lúc con ông thì không thấy tủi lắm Chúng được về với bố rất mừng Ở đây chúng không phải chịu cái cảnh kỳ thị Nhưng ánh nhìn soi mói của người làng hay là những lời lẽ cay độc của bọn trẻ hàng xóm rằng chúng là con thuyền trài đám ngụ cư chúng thấy ở trên thuyền được sống những ngày thật bình yên bên bố chúng được nô đùa với sông nước được cười nói thỏa thuê ông lâm hến nhìn đàn con không gọi xa nước mắt trên thuyền chúng không đến nỗi cô đơn quanh ấy cũng có dăm con thuyền của những người xa xứ neo đậu lại nơi bến quê họ cũng có gia đình cũng có con cái chúng chơi với nhau và dần quen nhau đám trẻ không có đất liền ấy quây quần lại để khỏi trơ trọi giữa mênh mông của sóng nước như số phận của những người thuyền trài sống nổi trôi nay đây mai đó người làng chung vẫn hay ra bến mua cá hoặc lấy gạo đổi cho hàng cá nhưng tuyệt nhiên họ né tránh ông lâm các nhà khác vẫn đắt như tôm tươi chỉ có của ông lâm thì họ không thèm ngó tới ông lâm chỉ nhìn xuống mặt nước đen thẫm ti thoảng có cợn sóng kéo theo các thứ rong rêu và nghe tiếng y oạp của một con gì bên dưới Cạnh thuyền ông có nhà bác chiêm Mặt bác có một vết sẹo dài Bị cướp chém Nên người thuyền trài xung quanh Vẫn gọi là bác chiêm thẹo Bác chiêm tính rất hào hiệp Cũng vì thế mà có cái thẹo dài ở trên mặt Thấy người làng chung không mua cá của ông Lâm Bác mới bảo Bác Lâm Bác cứ đem cá tôm cho tôi bán hộ được cho Bao nhiêu thì tôi gửi cả lại Đừng có ngại Ta cùng cảnh sông nước với nhau Bác đói rách con bác phải nhịn thì tôi cầm bắt cơm lên ăn sao cho đặng Ông Lâm Hến cảm động Nghĩ đến đàn con nhau nhóc chẳng đủ ăn Ông cũng đành đem cá tôm cho người bạn thuyền bán hộ Còn ông chỉ dám đeo đậu xa xa Nhìn cảnh chợ cá nhộn nhịp Mà lòng xót xa Nghĩ đến cái nghiệp quả ông phải gánh Dù đã cứu được biết bao nhiêu người Vớt bao nhiêu xác Thì cũng chưa trả hết được Ông hận không thể trừ được lũ ma dưới nước kia Chúng xưng là thánh thần Nhưng lại làm điều bất nhân Trên đời này làm gì có thánh thần nào Trừng phạt con người vì những tư thù nhỏ nhen mà chỉ có những oán niệm những phần xấu xa còn xuất lại khi chết đi tụ hợp vào để mà tác yêu tác quái mê hoặc lòng người chính họ đang sống trong một cõi u mê bị những ảo tưởng cuồng dại của những thứ họ tôn thờ làm cho mờ mắt ông chỉ hận bản thân mình quá nhỏ bé để thay đổi được những sự thật xót xa ấy mà chỉ thay vào đó là những tiếng thở dài bà mai hâm từ ngày đàn con bị bắt lên thuyền bà cũng chỉ muốn đâm đầu xuống ao mà chết bố mẹ họ hàng và người làng phải nhốt bà vào trong phòng khóa trái cửa mẹ con chẳng được gặp nhau lũ con bà sẽ ra sao những suy nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu làm bà rằm mặt một người mẹ trong căn buồng như bị cầm tù bác chiêm thẹo mừng rỡ đem gạo cùng móng muối đổi được nhảy sang thuyền ông lâm hính bác đặt nó xuống khoang rồi nói này phần của bác lấy đi phần tôi tôi lấy rồi nhá gửi bác ông lâm kéo tay bác chiêm thẹo nói cảm ơn chú đã giúp tôi nhà chẳng có cái gì chỉ còn mấy con khô thôi chú ngồi đây tôi đi nướng rồi anh em mình làm vài ly cho ấm bụng bác chiêm cả cười với tay lấy chai rượu trên vách nan thuyền rồi kiếm hai cái chén ông lâm đổ thân ra bể rồi quạt cho cháy vài con cá khô được đặt lên trên lửa than hoa cháy lách tách nó cong lên da cá phồng những đốm đốm mùi thơm bay trong gió làm bọn trẻ chạy ùa cả da mà reo lên À thầy nướng cá chỉ vàng bọn mày ơi Bọn trẻ tiêu tiếp bên bếp Vì nướng cá Ông Lâm xé thịt cá Những thứ vàng ươm dai dai toang thoảng Mùi than hoa Rồi chia cho lũ trẻ Chúng cũng ăn rất ngoan Xong thì bỏ đi chơi cho người lớn nói chuyện Hai người bác chiêm với ông Lâm rót rượu ra chén Cạch một cái Ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch Bác chiêm vỗ đùi cái đét Rượu ngon, rượu ngon Anh em ta cứ rượu gạo là ngon nhất rồi bác xé khô bỏ vào mồm nhai lạo chạo Âm Lâm lại rót rượu ra chén Uống thêm một tập nữa Vẻ mặt trầm tư nhìn ra ngoài ngắm đàn con Bác chiêm thẹo nói Này bác có việc gì buồn hay sao Hài, Tôi lo cho bọn trẻ Chúng sẽ ra làm sao Hả bá tất không tha cho tôi Và chúng đâu Tôi cứu người nhưng lại hại con mình Thiên lý ở đâu Mới nói đến đấy Lũ trẻ bên ngoài chạy sọc vào gọi âm cả lên con bé miệng, con bé miệng đâu mất rồi Bác Chiêm giật mình Miệng là đứa con gái duy nhất của bác Hai người nghe thế lao ra ngoài theo tay đũ trẻ chỉ Rồi cùng lao xuống nước Lặn ngục tìm kiếm Ông Lâm ngụp một hồi Thì kéo lên được một đứa con bé Là gái đã ngất đi Bác vác nó lên thuyền chạy cho nước ốc ra Một hồi sau nó tỉnh lại Thì ôm chầm lấy bác Chiêm đang lo lắng mắt đã ngấn nước ở bên cạnh Vợ bác chết rồi Chỉ còn lại duy nhất đứa con này Bố con nương tựa vào nhau Nếu nó có mệnh hệ gì chắc bác không sống nổi Con bé miệng tỉnh dậy rồi lắp bắp Con Con đang chơi thì có cái bà nào đội nón Đứng trên mặt nước vẫy con ra Con nhảy xuống bơi ra đấy thì Bà ấy lại chìm xuống nước Rồi con túm lấy chân con lôi xuống bên dưới Ông Lâm nghe thế thì biết rằng Với bác Chiêm giúp mình bán cá Nên hả bá muốn bắt con bác để trả thù ông lâm mím môi chạy vào trong khoang thuyền lấy một nắm trắng như vôi bột tức tốc đọc thần chú rồi ném xuống sông chỉ thấy mặt nước sôi lên từng bột trắng xóa giận dữ như sắp nổi cơn giông tố đêm hôm ấy đất trời tối đen mưa đổ xuống từng cơn lẫm với chớp gió và sấm sét tất cả đều dữ dội như muốn nấn chìm tất cả những sinh linh đang ở trên đó nước sông chảy xiết nước lớn tràn về đục ngầu làm nổi lên những sắc rưởi cây cối ông lâm nhỏng dậy muốn cho thuyền neo lại bên bờ nhưng gió mạnh sóng nước đánh vào mạn thuyền trong chanh mưa hấp vào khoang ướt sũng bọn trẻ mới chạy ra cố gắng níu giữ cùng với bố như muốn cứu lấy mái nhà cuối cùng của bọn chúng các nhà thuyền trái quanh ấy họ cũng cuống cuồng buộc lại các thứ dây dợ cho chắc hai bố con bác chiêm thẹo quần áo ướt sũng chập vật giữa cơn rông mùa lũ bác chim thẹo hô lớn sang thuyền ông lâm anh lâm vào bờ đi nước mưa lớn lắm thuyền lập mất nhưng tư thế của bác Chiêm bị nào là gió, nào là mưa, nào xét át đi cả. Chỉ thấy thuyền ông Lâm bị thứ gì ở dưới va mạnh vào. Thân thuyền rung lắc dữ dội, làm hai đứa con lớn của ông lộn nhào xuống dưới. Chúng lặn ngục chơi với bên dưới dòng nước bạc. Ông Lâm nhảy ùm xuống nước vớt con lên, thì thuyền vỡ ra. Cả năm bố con rơi cả xuống sông. Bác Chiêm cũng vội lao theo nhưng dòng nước chảy xiết quá. Các vực sâu xuất hiện, tất cả những vật trên mặt nước đều bị xoáy xuống đáy vực không xăm lên nổi bóng dáng ông lâm hến ngon lên lặn xuống nhưng hình xăm trên cơ thể ông phát sáng nhưng ánh sáng xanh màu lục cứ thế một hồi bác chim chỉ thấy sóng nước gất từng đợt tung lên có bóng dáng ông lâm và bốn đứa trẻ đều mất dạng con miệng ném trên từng cho bố nó bám lấy phải khó khăn lắm bác mới trở lại được thuyền bác vớt mặt cho trôi bớt nước đi về phía ông lâm đầy hy vọng con miệng hai mắt đỏ hoe nhìn theo bố trong khoang thuyền và đèn bão rung lên như chợt tắt giữa cơn rông rồi lại sáng lên rồi lại như chợt tắt bác chỉ thấy ông lâm ngoi lên khỏi mặt nước trên tay ôm một thằng bé con người đã mềm nhũn bác thiêm vừa lấy sợi dây chảo nhảy xuống bơi lại phía ông lâm lúc này ông đã kiệt sức cố chút hơi tàn tra lại cho bác thiêm đứa con duy nhất của mình mà bảo rằng chú chú nghĩ tỉnh hai ta và nó là giọt máu cuối cùng của tôi mà nuôi dậy nó cho tốt nhé anh chị nó chết cả rồi Tôi cũng sắp đi theo chúng nó Anh mang nó đi thật xa vào Đừng có về làng nữa Số nó còn sống được mấy chục năm nữa cơ Nhưng sẽ chẳng thoát khỏi số kiếp này đâu Nhà tôi sẽ tuyệt tự Nói rồi ông Lâm giao lại đứa con út của mình cho bác Chiêm Rồi từ từ ngả mình trôi theo dòng nước Bác Chiêm chỉ thấy một con vật đen xì bơi đến chỗ ấy thân thì như bò sát quấn lấy người ông lâm hến mà lôi tụt xuống dưới dòng nước lũ ông chiêm đưa thằng bút về thuyền rồi thấy trời tạnh mưa hẳn sóng cũng dần yên ả à. ông giam buồm nhổ neo cho thuyền trôi đi mãi trong đêm và không bao giờ còn trở lại nữa người là ông ngoại của cái tẹo bây giờ bố nó là đứa con duy nhất của ông lâm hến mẹ nó là cái miệng ngày xưa hà bá chưa bao giờ quên cái mối thù mất đuôi ấy nó vẫn tìm vẫn lùng bắt bố nó và em nó giờ cả nhà nó chỉ còn lại mình nó mà thôi nó có thể cũng sẽ chết theo ông và bố nó bà Mai từ ngày chồng con chết đi thì bà như hóa điên ngày ngày ngồi ở bến sông rồi lại khóc chờ con bà trách chồng trách người làng chung trong cơn cuồng dại người mẹ ấy khóc rồi hát rồi điên rồi chạy trên mặt đê nóng mổi rồi lại thui thủi cho căn nhà vắng với bộ xương đuôi của con vật gì đặt ở trên bàn thờ bà ta sống một cuộc đời cô quạnh, không chồng không con. Người làng thì xa lánh. Họ sợ Hà Bá lại dẫn dụ con họ ra ao ra chuông rồi dìm chết. Hàng năm họ vẫn thả biết bao nhiêu là hình nhân thế mạng xuống mặt sông. Nào sôi nào chè, nào hương khói. Để cầu cho sự dẫn dữ của quỷ thần vơi đi bớt. Thằng Cần nghe bà nó kể đến đây. Nó mới nhớ lại cái đuôi mà bố cái tẹo mang ra sông hôm trước. Nó lại dùng mình nghĩ đến những lần mà nó xuống mò chai, mò ốc Hoặc cùng đám trẻ chăn trâu nhảy xuống tắm Biết đâu bên dưới sông mấy Chẳng còn vẫn tồn tại một sinh vật bí ẩn nào đó Được coi là thủy thần hay là hà bá Nó chạy một mạch sang nhà cái tẹo Bà Mai Hâm ngồi bậc cửa, đầu tóc rũ rượi Hai mắt nhìn chân chân ra bên ngoài mặt ao Thằng Cần run run đi vào sân, cất tiếng gọi cái tẹo Nhưng mà không có tiếng đáp Chỉ có tiếng bà Mai Hâm u ớ chỉ ra ngoài bờ ao Thằng Cần như linh cảm được cái điều gì nó chạy lao ra ngoài Thì lúc ấy nó thấy một cái nhúng tóc đen Đang cùng đôi tay nhỏ bé của cái tẹo Chơi với dây ao Ta cần nhảy um xuống nước Cái tẹo như được chết đuối với được cọc Nó cóp lấy người thằng cần Rồi dìm đầu thằng cần xuống để ngoi lên Thằng cần bị cái tẹo dìm một hồi Đã uống hai ba ngụm nước ao rồi Nó liền nhớ đến lời bố nó Cứu người chết đuối cứ nắm tóc mà lôi lên Người chết đuối khỏe lắm Sức họ vùng vẫy khi hoảng loạn Thì mình không sao bằng được tao liền giang thẳng cái tay tát vào mặt cái tẹo mấy cái rồi túm lấy tóc cái tẹo mà lôi vào bờ cái tẹo như được chết đi sống lại nó nôn ra cơ man nào là nước sông cùng với rong dư mắc trong cổ thằng cần thêu tào nói con này bé bằng hạt mít đi mà sao khỏe thế hả may mà bà mày chỉ cho tao chứ không mày chết đuối dưới ao rồi không ai biết đâu nhắc đến bà cái tẹo như nhớ ra điều gì nó lại cất giọng thêu tào nói tiếp bà bà em bà em hãy còn ở dưới ao Thằng Cần sửng sốt Mày nói sao Bà mày dưới ấy Ô con này Mày uống no nước đi mê sảng à Nãy tao còn thấy Bà mày còn đang ngồi ở bậc cửa kia kia Nói rồi thằng Cần chỉ tay ra hướng bậc cửa Nhưng tuyệt nhiên Không thấy ai cả Bà Mai Hâm ban nãy còn ngồi ở đấy Đã điêu mất rồi Thằng Cần chẳng biết nói thế nào Thì cái tẹo bật khóc Bà em chết đuối dưới ao rồi anh ơi Em định xuống cứu Nhưng không biết thế nào bà em lại sống lại Rồi còn kéo em dìm em xuống dưới nước Mày nói bà mày chết đuối rồi Vậy người tao thấy người bật cửa là ai Em không biết Nhưng bà em chết đuối thật rồi Nói đoạn nó chỉ tay xuống mặt ao Bên dưới là nước ao xanh xanh màu rêu Có cụm lục bình nổi kết thành bè Bao lấy mặt nước Cái ao này thì khá rộng Nếu người ngã xuống ở đây mà không nổi lên Thì quả thật không ai biết được Để xác nhận lời cái tẹo Nó dìu cái tẹo vào sân Rồi chạy ngay khắp nơi trong nhà ngoài vườn để tìm bà Mai Hâm Nhưng quả thực không có Bà Mai Hâm suốt ngày chỉ quanh quẩn ở ngoài sân thôi Chứ ít khi dám ra đường Nay bà ấy có thể đi đâu được Cái tẹo nói như mếu Anh ơi bà em bị hà bá dìm xuống ao rồi Anh đừng tìm nữa Tìm không thấy được đâu Thằng Cần cũng bắt đầu tin lời cái tẹo nói là thật Nó chạy ngay sang nhà hàng xóm để hô ầm cả lên Ôi ừ, các ông các bà ơi Bà Mai, bà Mai bị chết đuối dưới ao rồi Nghe tiếng người hô như vậy Thì người ta chạy ra xem nhưng họ ái ngại ngần ngừ Người này nhìn người kia Cái nỗi sợ về Hà Bá hình như vẫn còn ăn sâu vào trong tiềm tức của người làng chung Không ai dám chạy lại xem xét Cái tẹo thì miếu máu khóc lóc lệnh van Nhưng họ rừng rưng Chỉ đứng nhìn chân chân không động đậy Thằng Cần thấy người ta tần ngần ra đó Thì nó tức tối chạy về kéo lấy tay bố nó Bố nó mới ở đâu về Nghe thằng Cần gọi Bố nó chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chạy lao theo nó Rồi nhảy um xuống dưới ao Nhà bà Mai Hâm lúc ấy người làng chung mới có một vài thanh niên cũng cởi áo quần ra mà nhảy xuống lặn ngụp bên dưới như tìm kiếm một tiếng sau anh ấy đều kiệt sức nhưng xác bà cụ vẫn ở đâu đó dưới ao không có một ai có thể tìm thấy được số người xuống mò ngày một đông nhưng gần ấy người mỗi người một góc mà không sao kiếm nổi người ta bắt đầu nghi ngờ rằng bà cụ chưa chết nhưng con bé tẹo thì quả quyết bà nó chết rồi trưa nay lúc ấy nó còn ngồi bóc lạc ở trong sân để chuẩn bị làm cơm cúng bố nó được trăm ngày Mẹ nó bỏ đi biệt xứ Bà nó thì điên dại Anh em họ hàng thì xa lánh Bố nó chết rồi Đến các bác các cô của nó cũng chết Con tẹo tuy bé Nhưng đã biết nghĩ thật sâu xa Những đứa trẻ hiểu chuyện Thường chẳng có đứa nào được sung sướng cả Nó cũng vậy Thấy bà nó đi ra sau vườn Nó còn sẵn Bà đi cẩn thận kẻo ngã nhá Ngoài ấy trời mới mưa Còn trơn lắm đấy Bà nó lầm lũi đi không đáp Bà vẫn hay tha thần trong vườn như thế là thường cái tẹo lại cặm cụi nhà lạc tiếp Thi thoảng lại bỏ vào mồm mà nhai sống rất hồn nhiên Nó ngồi một lúc lâu Rồi bất giác như nhớ ra điều gì Nó ngồi một lúc lâu Rồi bất giác như nhớ ra điều gì Nó vào sau nhà lấy ấm nước đặt lên trên bếp lò Rồi nó nghe thấy có tiếng ùm Như có vật gì đó rất nặng Tự như ai ném một đá to xuống nước Cái tẹo không để ý lắm Nhưng tự nhiên thấy bồn chồn không yên Khoảng 3 phút sau Nó như nhớ ra điều gì Nó kinh hoàng chạy lại phía cầu ao Thì thấy tay bà nó đang chơi với rồi dần chìm xuống dưới nước. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhảy xuống muốn túm lấy tay bà để kéo lên, dù nó bơi không có giỏi. Và rồi mọi việc xảy ra như thằng Cần đã thấy. Có chăng người mà thằng Cần thấy khi ngồi ở bậc cửa là hồn ma của bà nó chứ chẳng phải ai khác. Bà cái tẹo thế là chết mất xác dưới ao. Ông nó, bố mẹ, người thân đều không có một ai được chôn ở trên bờ. Thằng Cần nhớ lại chuyện bà nó kể. Ngay cả em trai của con tẹo cũng không được nằm lại trên bờ mà phải vùi thân nơi đáy sông lạnh lẽo cái tẹo chịu cảnh tăng tóc chất chồng nhưng nó thì quá nhỏ để làm cái gì đó tốt hơn với cái suy nghĩ của nó từ nay nó sẽ bơ vơ không có người nương tựa thì nó ngồi lủi thủi ở góc sân mặt dại đi tất thần ánh mắt vô hồn như sắp làm điều gì dại dột mà thằng cần chỉ biết bùi ngùi thương cảm trong đầu nó lấy lên một ý tưởng táo bạo nó bảo với bố bố ơi có thấy cái tẹo này tội quá Rồi ai nuôi nó đây hả bố Chú Hàn là bố thằng Cần Ngẫm nghĩ hồi lâu không nói Hình như còn lưỡng lự và lo âu Chú đã đoán ra được suy nghĩ của thằng Cần Định nói cái gì nhưng còn ngại Thằng Cần cũng biết tính bố nó thương người giống nó Hai bố con nó giống y hệt nhau Nhưng nó còn e ngại mẹ nó Mẹ nó thì chẳng ác Nhưng bố con nó đều khiếp vía cả Mẹ nó là giáo viên Bố nó là công nhân nhà máy thép cùng được xem là gia đình trí thức trong làng nên nó được dạy dỗ rất đến nơi đến chốn biết đối nhân xử thế biết làm người sao cho khỏi mang tiếng là rừng rưng thằng cần mạnh dạn nói bố cái tẹo mồ côi rồi hay bố cho nó ở nhà mình đi nó bé tẹo à ăn chẳng tốn bao nhiêu đâu mình cho nó ở dưới nhà ngang cũng được bố thằng cần thấy nó hai mắt đang rưng rưng trực khóc rồi thì chạy lại xoa đầu nó ôm nó vào an ủi để bố về nói chuyện với mẹ con xem sao dù gì mình bố cũng không quyết được Còn cứ dắt cái tẹo cùng về Vậy là khi hàng xóm làng chum Có làm cho bà Mai Hâm một cái bè nổi Ở trên đặt một cái bát thương bằng thân cây chuối Cắm một bó nhang Có hai cây phấn trắng và bức ảnh phóng bằng trì màu Của bà Mai Hâm Thả ra sông thay cho bàn thờ Thì cũng coi như bà nó đã xong đám tang sơ dài Cái tẹo theo thằng Cần về nhà nó Mẹ nó không ác Nhưng rất nghiêm cái nghề gõ đầu trẻ đã tôi luyện cho mẹ nó một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can lúc đó dẫn cái tẹo về bố nó kéo mẹ nó vào trong buồng hai người thì thầm to nhỏ hồi lâu mẹ nó bước ra với khuôn mặt nghiêm nghị thằng cần nín thở chờ đợi nhìn mặt mẹ nó nó không khỏi thất vọng nhưng một giây sau mẹ nó nói con muốn có em ở đây thì dọn cái buồng trong để đồ bên cạnh trái nhà kia đi cho nó gọn gàng chứ mẹ thấy nó bừa bộn lắm thằng cần nhảy cẫng lên vui mừng là mẹ nó cũng phải bật cười Bố nó thở phào nhẹ nhõm Còn cái tẹo thì khép nép Mặt nó cười như mếu Có lẽ trong cái xã hội mà người ta Sống hoài nghi lẫn nhau Và chạy theo những thứ mê tín hoang đường Để làm lý do mà đối xử tệ với nhau Thì cái tẹo cuối cùng cũng vẫn tìm được một tia sáng hy vọng Để sống tiếp cuộc đời đầy bi ai Của gia đình nó Nó đã được thằng Cần đặt cho một cái tên Dẫu tên chẳng hay tẹo nào Nhưng nó đã có tên rồi Đã khẳng định rằng nó là một sinh linh tồn tại Và có số mệnh trên cuộc đời Chứ không lênh đênh vô định như ông và bố nó Cái tẹo ở lại đấy mà nó ngủ luôn trong buồng Có lẽ nó không biết rằng Thằng Cần cũng từng có một đứa em gái nhỏ Năm ngoái lên 4 tuổi Con bé mắc bệnh hen xuyễn thấp rồi mất Bố mẹ thằng Cần không phải đau xót Chết đi sống lại Nay có lẽ sự có mặt của cái tẹo trong nhà Đã làm nguôi đi phần nào nỗi nhớ con Nhớ em của bố mẹ nó và thằng Cần cái tẹo ở nhà thằng Cần được ít lâu Thì được mẹ nó dạy cho biết đọc viết viết Con bé rất thông minh Nó tuy học ở nhà nhưng tiến bộ Và hiểu bài rất nhanh Chữ cũng rất đẹp Mẹ thằng Cần khen là giỏi Nên tưởng cho nó một bộ quần áo mới Cả thằng Cần cũng được mua cho một cây bút máy mới tinh Có một lần Cái tẹo ngồi nắn nót Mẹ thằng Cần thì ngồi bên cạnh mà chăm nó học Bỗng nó dừng bút ngập ngừng Như muốn hỏi rồi lại thôi Rồi một lúc sau nó lấy can đảm Cứ đôi mắt trong veo nhìn cô giáo rồi nói Cô Thư ơi Con có thể gọi cô là mẹ không Mẹ con bỏ đi rồi Con cũng muốn được gọi mẹ như anh cần Cô Thư nghe nó hỏi Thì cô buông kiến thước mà chạy ra ngoài Thằng Cần còn tưởng mẹ nó giận Thì chạy theo Nhưng không Nó thấy mắt mẹ nó đỏ hoe Hóa ra mẹ nó khóc Mẹ nó đi vào mà ôm lấy nó Ôm lấy cái tẹo giọng nức nở như chưa đựng bao lâu rồi sau đó nghẹn ngào nói con con cứ gọi ta là mẹ mẹ là mẹ của các con rồi thằng cần với cái tẹo cùng bật khóc ba mẹ con ôm lấy nhau quấn quýt như là đứa con gái nhỏ lại một lần nữa được trở lại trong vòng tay cô tư vậy bặng đi mấy hôm người ta kéo nhau ra xem có một đoàn thuyền cano chạy trên sông đó một đoàn khảo cổ khoảng 20 người cùng tự lặn chạy u ù trên mặt nước họ thi nhau bơi xuồng lại nhỏ rồi lặn xuống sông mang lên rất nhiều cọc cỗ cùng những thứ đồ các mảnh xương chẳng biết là xương người hay xương động vật nhưng mà nhiều lắm chỉ thấy họ tìm kiếm cả buổi rồi chạy cano tấp vào bờ đem các thứ đồ đạc lên để cùng thiết bị dò tìm kim loại ngổn ngang Các bộ thôn trong làng cũng chạy ra nói chuyện thì mới biết họ là chuyên gia nghiên cứu lịch sử khúc sông này trước kia đã xảy ra nhiều trận đánh lớn ở trong sử sách có ghi chép còn cả một sự kiện một pháp sư người tàu đã chấn điểm khúc sông này và truyền thuyết về một sinh vật gọi là hà bá có tồn tại trong dân gian nữa nên họ mới đến đây để xác thực và bước đầu đã tìm được những manh mối rất khả quan về truyền thuyết và giai thoại được ghi trong sử sách họ nói sẽ ở lại đây trong mấy ngày nữa để hỏi thăm dân làng và tìm hiểu cũng như mò cổ vật di tích ở bên dưới lòng sông Họ mong được dân làng cũng như chính quyền trong thôn giúp đỡ Thằng Cần cái tẹo cùng đám trẻ trong thôn chạy bu cả vào trên đê để xem các đồ máy móc Chúng nó không khỏi suýt xoa vì lần đầu tiên nhìn thấy những thứ đồ hiện đại đấy Đang nói chuyện thì công ông thợ lặn hớt thải ngoi lên trên bờ rồi nói Chuyên gia lại đây có cái gì bên dưới nước này Ông chuyên gia kia liền chạy lại họ thì thầm với nhau Thằng Cần đứng gần đó nghe rõ một một Lúc nãy bên dưới nước ấy, tôi có lặn xuống dưới đáy sông thì có một con gì rất lớn, nó lao rất nhanh ngay bên dưới. Nhưng mà nước đen quá, tôi chỉ thấy lờ mờ thôi. Nó dài và to lắm, tốc độ nó thì rất mau. Chỉ thoáng một cái mà đã không thấy đâu rồi. Ông chuyên gia hỏi lại. Thế có chắc không hay là lại non gà hóa quốc? Chắc mà, tôi thấy sao mà nhầm được. Nói rồi hai người cùng khoảng hơn chục ông nữa đeo kính bụng phệ, cũng mang vác đồ đạc trên cano để đem hết vào nhà văn hóa thôn làng chum họ sẽ nghỉ tại đây hôm sau lại tiếp tục lặn ngụp tìm kiếm đến ngày thứ hai thì có kết quả bên dưới phát hiện ra hơn một trăm cọc gỗ chôn sâu dưới lòng sông và kinh dị hơn nữa có tới một trăm cái xác bị trói ở bên dưới lòng sông tất cả có niên đại đến cả mấy trăm năm nhưng không hề bị hư thối những cái xác và cọc gỗ bị rong rêu với ốc bám ký sinh đầy bên dưới tạo thành những khối sushi lôi lõm trông rất đáng sợ. Chỉ có một điều là những người ấy đang đi ra phải phân hủy và giữa ra theo hàng trăm năm. Về cơ bản không còn nguyên vẹn được nữa. Nhưng những cái xác này cùng với cọc cỗ chỉ bị ốc cùng rong rêu bám vào. Thịt da trương lên trần trụi chứ không hề thối giữa. Dưới lòng nước thì vẫn còn rất nhiều các đầu lâu xương sọ nằm ngổn ngang. Và có một cái vực hố rất sâu không biết là hang của con vật gì bên dưới sự kiện này sẽ là sự kiện chấn động của giới khảo cổ họ lặn xuống muốn nhổ cọc đem sắp bên dưới lên trên để nghiên cứu nhưng mà không tài nào mang lên nổi người làng chum bỗng lại lo sợ về một cái việc chẳng lành sắp xảy đến với họ nhưng không ai dám can ngăn một hôm công ông trong đoàn nghiên cứu tìm đến nhà thằng cần để hỏi thăm về cái tẹo khi ấy cái tẹo với thằng cần đang chơi trong sân ông ta mới ngồi xuống hỏi hai cháu cho bác hỏi ở đây có cháu nào là tẹo không Hai đứa nó nhìn nhau Rồi thằng Cần chạy lại nói Bác hỏi cái tẹo làm gì Bác muốn hỏi chuyện nhà cái tẹo một chút Chắc là cháu gái này hả Nói rồi ông ta chỉ tay vào cái tẹo Nó rụt rè bước tới Thằng Cần đi ra chỗ khác cho ông bác hỏi chuyện riêng Nhưng mà lúc sau chỉ thấy cái tẹo lắc đầu Hình như cái gì nó cũng chẳng biết Lúc sau ông ấy bỏ đi Thằng Cần mới chạy đến hỏi cái tẹo Sao ông ấy hỏi mày cái gì thế Ông ấy hỏi em là có nhớ gì về ông nội không Và có biết gì về Hà Bá không Em thì em biết đi Nhưng mà em không nói Bố em bảo là không được nói với ai Thằng Cần tò mò lắm Nó mới hỏi cái tẹo Thế là làm sao Cái tẹo lại suy nghĩ rồi nó bảo Anh hỏi thì em mới nói đấy nhá Bố em nói Ông nội em biết dưới sông ấy có chấn điểm Nên mới ở đây để cứu người làng Nhưng người làng lại đuổi ông em đi Chính vì ngày trước ấy, Trong lúc xây dựng cầu bắc qua sông Người ta làm động đến Hà Bá Nên mới hay có người chết Và dạt về khúc sông của làng ta Ông em chỉ vứt xác cứu người chết đuối thôi Nếu không có ông em ấy, Thì con quái vật kia Nó còn bắt nhiều người hơn nữa ý. Nhưng ông em lại không lên bờ được Vì dính cái lời nguyền Phải ở trên sông làm việc tiện giúp đời nên hà bá mới theo các mạch nước ngầm từ ngoài sông ấy vào các ao các giếng trong làng để mê hoặc rồi dẫn dụ dìm người chết. Ông em đành bó tay. Chuyện đấy chỉ có một vài người biết thôi. Ông em có kể ý, là bố em số vẫn bị hà bá bắt, không thể tránh được nên khi có con thì nên đưa con về làng. Lúc ấy ý, thì phép của ông em cũng không còn tác dụng nữa, người làng sẽ lại phải chịu tai họa lần nữa. Em chỉ nhớ là ông em làm cho nhà người ta phát điên nên giờ phải trả nghiệp, cả nhà đều bị hà bá bắt. bố em trong lúc uống rượu say, đến mới đem cái đuôi ấy ném xuống sông. nhà không có gì chấn nữa nên mới bắt được bố và bà em đi. chuyện là như vậy. thằng cần nghe xong thì thấy đúng với câu chuyện bà nó kể hôm nào. vậy thì quả thật khúc sông này bị yểm mất rồi. nhưng vì sao bà nó lại biết tường tận như thế thì nó không rõ. có thể trong lúc tỉnh lúc mê, bà mai hôm đã kể lại cho bà thằng cần nghe chăng? vì suốt những năm tháng bị điên ấy Bà Mai Hâm chỉ có mỗi mình bà thằng Cần là tới tăm mỏi. Nó suy nghĩ một hồi lâu Thì có tiếng huyên náo ở bên ngoài Tiếng chân chạy thình thịch Thằng Cần cũng ùa cả ra để xem có chuyện gì Thì hóa ra đội thợ lặn tìm kiếm khảo cổ Có người thợ lặn bị mất tích Trong lúc cố đem những cái xác người bị đóng cọc Ở bên dưới lòng sông lên bờ Những người đi lặn cùng nói là Khi họ đang cố buộc dây vào cọc Để tời bên trên kéo thử Thì bất ngờ từ trong khe vực dưới đáy sông hiện ra hai con mắt đỏ cùng với tiếng kêu ù ù phát ra từ bên trong vực đoàn nghiên cứu thì không bỏ cuộc họ lại lặn xuống bên dưới để tìm kiếm người mất tích nhưng một lúc sau mặt nước trên sông lại nổi lên từng bọt sủi tăm màu đỏ hai ba người tợ lặn cuống cuồng bơi vào bờ chỉ thấy sau lưng họ là một con vật đen dài đang uốn mình bơi phía sau Để đang trêu người rồi một người hai người ba người bị tụt xuống nước mất dạng chỉ còn duy nhất một ông tợ lặn leo lên được trên bờ đám chuyên gia chạy đến hỏi sự tình thì người ấy kể lại như vậy lúc họ tiếp cận nơi có 100 cây cọc và xác người thì một con vật to lớn trên thân mọc chi chít những đầu người và chạy ở trên lưng là tựa như lớp vẩy tu tủa những chân những tay ông ấy kể chúng tôi sợ quá thì con vật ấy nó mới lao đến ngọ đứt đôi một người các cánh tay trên lưng nó thì túm lấy chân mấy người kia mà lôi xuống chúng tôi mới hoảng mà cố gắng chui lên để vào bờ thực sự dưới nước này có quái vật Nghe đến đây mấy ông chuyên gia sợ hãi không biết tính ra làm sao Lại không dám báo cáo lên trên Vì chính họ đã ỉm đi cái chuyện này Để chờ khi có cơ hội và nghiên cứu cặn kẽ Sẽ tung ra một loạt các bài nghiên cứu để được đổi tiếng Giờ lại làm chết đi bao nhiêu người Ai nấy đều muốn bỏ không dám cho thợ xuống phá chấn điểm dưới sông nữa Người dân làng thì sợ hãi Các người làm trái lưới kiếm sống cũng bỏ lên mờ hết thuyền lưới buộc neo đậu ở bến sông thì sáng ngày hôm sau thuyền bè đều bị lật và chìm hết cả cô đồng ở trong làng năm xưa nay đã ngoài 50 tuổi bỗng nhiên lại bị nhập người ta thấy cô chạy ra bãi sông thì dân làng cũng chạy theo đến nơi thấy cô đồng quỳ ở bãi bồi mồm há ra ngửa mặt lên trời thở hừ hừ sau đó miệng thều thào nói người làng mày dám để người ngoài phạm đến trấn điểm dưới sông ta là hà bá ở đây coi giữ trấn điểm dưới sông này Vậy mà có đứa dám đến định nhổ cọc lên phá Thì tao sẽ giết hết cả làng mày Nói rồi cô đồng chạy lao ra sông mà úp mặt xuống dưới nước Người làng chum chạy lại muốn rằng lên nhưng mà không sao kéo được Mặt cô đồng úp xuống dưới sông Còn tân thì vẫn ở trên bờ Như bị vật gì đó tum lấy đầu tóc mà lôi xuống bậy Sức mấy thanh niên trai tráng không sao mà kéo lên nổi Chỉ vài phút sau cô đồng không thấy dãy ruộng nữa Người ta mới kéo được cô lên thấy mắt mở trừng trừng mồm há ra trào ra ngoài miệng toàn là nước sông chân tay co quắp lại như người chết đuối người làng kinh hãi khiêng xác của đồng về chôn thì mới nghe hôm sau một chuyện nữa còn động trời hơn ông trưởng thôn cùng cán bộ thôn làng chạy đi báo tin bảy ông chuyên gia khảo cổ đều bị dìm xuống ao nước tả cá của nhà văn hóa tất cả sáng hôm nay đều được ông trưởng thôn phát hiện họ định bụng hôm nay sẽ mang đồ đạc lên cano bỏ đi nhưng chỉ trong một đêm đã bị hà bá dìm chết cả Thằng Cần nghe tin dữ đó Nó càng lo cho con bé tẹo nhiều hơn Vì cả nhà nó bây giờ chỉ còn lại một mình nó mà thôi Người làng chui bắt đầu đổ đi tìm thầy về cúng thần sông Vì ai cũng sợ cái họa năm xưa lại ập tới Chẳng biết họ kiếm được ở đâu về đồng ôm thầy Ông này vào làng rồi mới phán Làng này có một đứa Là mầm mống tai họa của làng Cần phải đem nó đi hiến tế cho thần Hà Bá Thì mới yên được cả làng chung nghĩ ngay đến con bé tẹo Họ nhìn nhau không nói Hiến tế người sống là phạm pháp Không thể làm như vậy được Nhưng nghĩ đến cái nạn sông nước Nghĩ đến cảnh con em người làng bị hà bá bắt đi Tối hôm đó Người làng chung đèn đuốc đông nghịt Kéo thẳng vào trong sân nhà thằng Cần Họ đạp tung cổng ra Lúc ấy đám người đã đứng chật kín ngoài sân Thằng Cần và cái tẹo Đang chơi ở sân sau Thấy sân trước có tiếng động Hai đứa mới ngó lại xem Thì nghe có tiếng người hỏi bố nó còn tẹo đâu rồi nhà hàn kia các ông tìm con bé có việc gì sao cứ đông người đến thế này bảo nó ra đây ngay chúng ta cần có việc phải đi cùng chú hàn đứng trước sân quát lớn không đi đâu hết cả các ông làm thế này là trái pháp luật tôi sẽ báo trưởng thôn nhưng vừa dứt câu ông trưởng thôn bước tới hóa ra ông ta cũng đã đồng ý để bọn dân mê tín này định đem cái tẹo đi hiến tế cho hà bá mấy người khỏe mạnh chạy lại túm lấy tay chú hàn giữ không cho đi Chú Hàn chỉ kịp kêu lên Cần dẫn em chạy đi con Thằng Cần nghe tiếng bố nó hét lên Thì kéo tay cái tẹo chạy theo lối sau Đoàn người ùa cả vào khắp phòng Chạy ra sân sau Thì thấy bóng hai đứa bé đã chui qua lớp hàng rào chạy biến đi Đoàn người tỏa ra chạy theo khắp các ngả Họ giống như những kẻ cuồng tín Chuẩn bị làm một việc tàn ác Đó là giết chết một đứa trẻ con vô tội Chỉ vì tin vào lời mà ông thầy cúng đây cũng là lần duy nhất trong đời thằng cần phải trải qua cơn sợ hãi tột cùng ấy là khi nó bị cả làng những người từng là hàng xóm của nó truy lùng cái tẹo thì cũng chạy theo chân nó vấp vào đá chảy toét máu nó đau quá không còn chạy được nữa ánh đèn pin cũng đuổi ngày một gần rồi thằng cần phải kéo cái tẹo giấu vào trong bụi râu hai đứa trẻ ngồi im không dám thở đoàn người chạy huỳnh huỵch trên nền đường tiếng hô hào đuổi bắt náo loạn cả lên cái tẹo sợ hãi nước mắt trào ra thằng cần phải bịp mùm nó lại cho khỏi phát ra tiếng động Một lát sau Đoàn người đi khỏi rồi Thằng Cần bảo cái tẹo ngồi yên trong này Để nó ra ngoài quan sát Nó vừa nhảy ra khỏi bụi Đi được một đoạn đường trên làng Thì đoàn người kia ở đâu lại quay lại Thằng Cần hốt hoảng định trốn đi Nhưng mà không kịp Thằng Cần kia con bé đâu rồi Mày giấu nó ở đâu Khôn hồn chỉ cho chúng ông Không chúng ông ném mày xuống sông thay nó bây giờ Thằng Cần bị ăn hai cái tát Bóng mồm chảy toát trên miệng cái tẹo thấy thằng cần bị đánh cái tẹo thấy thằng cần bị đánh nó thấy xót xa như đứt từng khúc chuột. nó vừa sợ người ta đem nó quẳng xuống sông vừa sợ người ta bắt thằng cần nó run run bước khỏi bụi râu mà khóc nấc lên các ông thả anh cần ra đi các ông bắt tôi đi anh cần không có tội đâu nói rồi nó hòa lên thằng cần cũng được người ta thả ra họ cho cái tẹo lại rồi đem về đình ông thầy cúng đã chờ sẵn viết một bài sớ rất dài rồi chuẩn bị hương cán đem ra bờ sông ông thầy đi trước lũ dân hóa cuồng chạy theo sau ông thầy quỳ xuống đất vái một vái chỉ thấy dân làng chum ở phía sau cũng quỳ dạp cả xuống mà vái theo để cầu xin cái thứ gọi là hà bá kia rồi họ cho cái tẹo lên một cái thuyền con có vài người đã chờ sẵn ở trên ấy cùng với đồ tế lễ các loại ông thầy cúng cũng bước lên thuyền mà lâm nhâm đọc thần chú con thuyền trèo mãi ra giữa dòng lúc này từ đâu đã có một con thuyền khác ở bên trong khoang có mái dạng giống như cái thuyền cho các nhà sống ở trên sông nước đang neo lại giữa dòng người làng chum cũng chẳng thèm để ý chỉ thấy ông thầy cúng kia đốt tờ sớ rồi ném xuống sông rắc cạo muối thủ lợn hất hết xuống nước sau cùng ông ta nhấc bổng con bé lên trên rồi ném ùm um xuống nước ông thầy cười đến hả rồi bảo xong rồi nhá nhưng bất ngờ trên con thuyền to đang đậu giữa dòng kia từ trên khoang có hai người nhảy xuống lao theo chỗ mà cái tẹo bị ném xuống nước một lúc sau thấy họ đưa được cái tẹo lên lúc này đã ngất đi rồi một người trên khoang thì thả thang dây cho hai người khác đem cái tẹo lên thuyền cả thì cúng thấy vậy thì mắng bọn nào dám cướp cơm hà bá thế hả chúng mày sẽ chết không có chỗ chôn đâu bỗng đâu một người từ trên khoang thuyền nói vọng xuống mày là đứa nào sao lại mê hoặc lòng người đem người sống đi hiến tế cho ma quỷ sông này mày tất sẽ bị quả báo ngay thôi Lấy đoạn chiếc thuyền trong tranh Hất gã thầy cúng kia lăn xuống nước Tức thì lão hốt hoảng kêu cứu Vài gã đi cùng thuyền sợ quá không dám nhảy xuống Mà đành treo thuyền bỏ chạy đi Lúc này từ dưới nước nổi lên Một cái đầu đen xì Mặc tu tủa ra rất nhiều những chân tay người ở trên vảy Nó từ từ lao lại định đứt cả thầy cúng Thì từ trong khoang thuyền Có 6 người bước ra Trên thân họ là những hình xăm ký tự đặc biệt Người bình thường nhìn mà sẽ không hiểu Chỉ thấy những hình xăm ấy phát sáng Giống hệt như ông Lâm Hến khi xưa sáu người họ ai nấy đều chạc khoảng hơn 50 tuổi tóc đã hoa râm họ rất dao vào sau lưng cùng nhau nhảy ùm xuống nước cái vật thấy hình xăm thì bỏ chạy họ xuống lại ném ra mấy đồng tiền rồi bắt cả thì cúng lên trên thuyền trói lại đem cái tẹo đập vào trong khoang thuyền cái tẹo tuy còn sống nhưng nằm thêm thiếp tiếp đi lấy cơn sốt rồi co giật có hai người trẻ là đàn bà thay áo quần cho nó rồi có một cụ ông tuổi khoảng 90 ngồi trong khoang tay lấy vải lau mồ hôi cho con tẹo một người chạy ra tôm lấy cổ áo gã thì cúng mà mắng mày cũng là người học đạo hiểu đạo, có sao lại đi mê hoặc người ta như thế? rõ ràng dưới sông có ma quỷ lại bảo là hà bá, còn đem người sống để hiến cho nó. may mà bọn tao tới kịp, không thì chung mày hôm nay là một lũ giết người rồi. Nói đoạn họ bắt cả thì cúng lên bờ, phải nói ra hết sự tình cho người làng chung biết được. họ dọa rằng nếu không sẽ ném hắn xuống sông để trả nghiệp cả thầy cúng sợ hãi vâng vâng dạ dạ rồi cả đoàn thuyền cùng ghé lại bờ sông lúc này dân làng chum ai cũng đinh ninh cả thầy cúng đã ngã xuống sông chết rồi khi thấy con thuyền đậu vào họ ùa cả ra thì thấy thầy cúng tay bị trói cứng đứng ở trên khoang mà nói tôi tôi là đứa lừa đảo đấy dưới sông này là ma quỷ chứ không phải là hà bá đâu tôi tôi tham tiền nên mới đến để nói hiến tế người sống mấy ông này mới có tài này bắt thủy quái được Tôi chỉ là đứa đi đường gạt tôi Xin mọi người tha tội cho tôi Đứa bé kia không có tội tình gì đâu Tất cả là do tôi nghe phong thanh Có người đồn ở trong làng rồi bịa ra cả thôi Nói xong Mấy người kia xuống thuyền thả cả thầy cúng ra Nhà chú Hàn cô Tư Cũng chạy đến cùng với thằng Cần Bế lấy cái tẹo từ tay mấy người đàn ông lạ mặt Họ cởi trần tôi đã trung niên Nhưng thân hình rắn chắc Chân tay xăm trăng chịt ký tự rất quái đản Ông già tuy đã 90 tuổi Nhưng còn khỏe lắm Cái lưng hơi khom nhưng mắt vẫn tinh, đi đại vẫn vững vàng. Ông chậm chậm bước lại, nói với dân làng chung: Các ông các bà chưa có tin lời bọn thầy cúng này mà bị chúng nó kích động. Tôi làm đạo đã nhiều năm rồi, có biết bao nhiêu đệ tử, nhưng chưa bao giờ dạy chúng làm cái điều thất đức cả. Thánh thần nào lại đi bắt người sống ăn thịt? Chỉ có yêu ma mây hoặc lòng dân thôi. Chúng tồn tại chính bởi cái niềm tin của con người giao cho chúng. Chứ chẳng có quỷ ma nào lại đủ quyền năng định đoạt số phận con người cả là do số Do nghiệp quả kiếp trước Mà đường đời chỉ có thế thôi Chứ chẳng vì ai gây nên cả Đứa đệ tử của tôi bị phạt chết ở sông này Cũng lấy thân chấn niệm cho cái làng Để yên ổn hơn 30 năm nay Giờ nhà nó chỉ còn lại đứa cháu gái duy nhất Là máu mủ thôi Vậy các ông các bà Cũng định đem bứt nó xuống sông hay sao Người làng chung nghe lời ông cụ nói thống thiết Thì ai cũng tự vấn lại bản thân mình Sao lại chỉ vì mấy lời bịa đặt Bỗng trở thành con người ích kỷ đang tâm giết hại một đứa bé để đổi lấy cái bình yên cho mình. Nói rồi họ đưa cái tẹo về nhà chú Hàn. Con bé vẫn không tỉnh, chán nóng hổi, thi thoảng lại lên cơn co giật. Ông cụ đi đến cậy miệng nó ra, đặt vào miệng nó một đồng tiền xu, rồi lấy kim châm ra xăm lên gáy nó, một hình xăm kỳ lạ. Rồi ông mới nói với chú Hàn và dân làng chung. Ông chính là sư phụ đã phạt ông Lâm Hến phải lưu lạc đất này, phải chịu cái cảnh lênh đênh vì lời nguyền làm phúc cứu đời. Nay đã đến tuổi gần đất xa trời Nghĩ lại chuyện cũ thì ân hận lắm Ông cụ bói dịch biết được ông Lâm Hến Còn một đứa cháu Nên tức tốc cùng với ông đệ tử giỏi Dòng tuyển đến làng chum để cứu Nghe đến đây anh ấy đều vỡ lẽ Hóa ra ông Lâm Hến là một người học đạo bao lâu nay Người làng chum vẫn hoài nghi về thân thế của ông Này mới rõ Chính vì họ vẫn thường thờ cúng Nên Hà Bá mới lộng hành vậy Mà bấy lâu nay họ đổ lỗi cho ông Lâm Hến Đã gián tiếp đẩy gia đình ông đến cái chết bi thảm Anh ấy đều cúi mặt xấu hổ họ không dám nhìn thẳng mà mặt cái tẹo còn đang mê man thoi thóp thở một người trong số đệ tử của ông cụ nói con bé này ngã xuống nước đã bị thủy quái kéo mất mấy phần hồn rồi nội mấy ngày tới không bắt được nó trả lại phần hồn cho con bé thì con bé này sẽ bị nước tràn vào phổi mà chết giống như những người chết đuối vậy nay thầy tôi xăm cho nó một cái hình sau gáy là để giữ nốt cái phần hồn còn sót lại trong người nó không cho thoát ra ngoài Nói rồi họ dặn người làng chum ở lại đây chăm sóc con bé mấy hôm nữa. Đến ngày rằm họ sẽ thỉnh thần sông về để trị thủy. Vốn sông này xưa nay có thần, nhưng vì trước kia đánh nhau với giặc tàu, quân giữa hai bên chết rất nhiều. Có kẻ là đạo sĩ sang đây cùng giặc mới dùng những hồn ma chết trận ấy nhốt lại rồi bắt người Việt đóng vào đáy sông 100 cái cọc để chấn điểm, đuổi mà không cho thần sông đến cai trị. Nhưng ma quỷ chết trận dưới sông trải qua hàng trăm năm, chúng đã hóa ra thủy quái mà dân làng vẫn gọi là hà bá chúng ở đây tặng yêu tác quái bắt người cướp hồn cướp xác dân chúng không ai biết mới đi thờ cúng chúng nó nên nó lại càng tắc yêu tắc quái hễ ở đâu có nước sông chạy vào thì nó cũng có thể đến để bắt người giết hại nó cũng giống như loài ma nước không hơn không kém phải có thầy giỏi mới có thể phá chấn điểm và nhốt ma quỷ lại sau đó họ kéo ra thuyền chờ đến hôm rằm thì cùng nhau đan một cái lưới sắt có rất nhiều móc câu cầu gai nặng trình trịch đặt ở trong thuyền rồi ngồi thuyền tuyệt nhiên có ăn uống gì Chờ cho đến tối Sáu người đàn ông trung niên Lưng dắt dao to đứng xung quanh nhau Rồi ông cụ già điểm lên gáy họ Mỗi người một dấu chấm son Tức thì những hình xăm trên người họ Sáng lên Mấy người lấy ra một bức tượng bằng thép đen to Khoảng một người ôm tạc hình của một ông quan Rồi đem lên lò nung cho nóng đỏ Họ rong thuyền ra giữa sông đúng nơi người ta phát hiện ra một trận pháp chấn điểm, rồi họ hò nhau để bức tượng đang nung nóng đỏ ấy xuống dưới sông. Cục thép nóng đỏ ấy từ từ chìm xuống dưới. Nước sông rủi tăm như sôi sục. Ông cụ già ở trên thuyền đốt một bài sớ dài, ném xuống dưới sông, rồi lấy rất nhiều bánh bột mì nặn hình đầu người thả xuống. Chỉ thấy trên trời mây mù kéo đến, sấm sét đánh xuống trận chấn điểm ba tiếng, ba tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này thì ở nhà thằng Cần Cái tẹo người nó rung lên bẩm mật Từ da thịt mồm miệng nó bắt đầu trào ra cương man là nước Nước ấy ở đâu ra thì không ai biết Nhưng người ta phải giữ lấy chân tay nó Kỳ chặt xuống Và thân thể vẫn rung lên không ngừng Nước trào ra từ mắt mũi miệng Hai người phụ nữ trẻ Lấy khăn lau nước trào ra từ bên người cho cái tẹo Miệng lâm nhâm đọc kinh gì đấy không ai hiểu Ngoài sông Sau tiếng nổ vang trời của ba tiếng sét một cảnh tượng hãi hùng cũng bày ra trước mắt những cái cột có đóng xác người từng cái từng cái một từ đáy sông nổi lên khỏi mặt nước cho đến khi đủ 100 cái thì những cái xác người bị ốc rêu bám vào giữa ra mềm nhũn như bún rồi tan đi hòa vào với nước sông lại ba tiếng sét nữa đánh xuống những cái gỗ nổi bị sét đánh xuống bốc cháy ngùn ngụt trên mặt sông đứng trên bờ chẳng khác nào một trận thủy chiến làm khói lửa ngập trời ông cụ hô lớn lên rằng Trận yểm đã bị phá rồi Vừa hô xong Hình xăm trên sáu người đệ tử lại phát sáng Rồi họ ôm lưới sắt cùng nhau lặn xuống lòng sông Bức tượng sắt đó vẫn đỏ hồng Nằm giữa ngay cửa vực Từ bên trong lao ra ngoài một cái bóng đen Tay chân người mọc ra tu tủa Sáu người răng lưới sắt lừa cho nó lao vào tới đâm đầu vào các móc câu Rồi anh ấy rút dao dắt sau lưng Bơi lại tiện tay chập phăng đám tay chân trên người Hà Bá máu đen từ những vết chém loang ra đen ngòm hà bá bị những móc câu của tấm lưới mắc phải vùng vẫy nhưng không làm sao mà thoát ra được nó đâm răng trái lấy đuôi quất sang phải cả sáu người hình xăm lại sáng lên ép hà bá thu vào một góc trên thân nó đã đầy những vết sách rồi nó lùi dần lùi dần đến sát cửa vực rồi chui tọt vào bên trong khi ấy bức tượng bằng sắt đen cũng rời theo vào hang hà bá cả sáu người ấy lấy ra 12 cái cọc họ đóng xung quanh cửa hang rồi lấy xích sắt trăng lại thành một hình chiếu lưới chỉ thấy bên trong hang nước ấy sôi lên sùng sục tiếng hà bá thét cào quẫy đạp một lát sau những bong bóng màu xanh từ miệng hà bá chui ra nổi lên khỏi mặt nước những cái bong bóng ấy vỡ ra cũng là lúc những linh hồn bị giam cầm trong ấy đã tan theo thoát khỏi đáy sông tăm tối cái tẹo ở nhà tự nhiên không còn rung lên nữa nó nhẹ nhàng thở ra rồi từ từ mở mắt cô thư chú hàn ôm chầm lấy nó như ôm đứa con gái vào trong lòng Thằng cần đứng ngẩn ra, lấy tay vuốt những lọn tóc ướt nhèm trên trán cái tẹo. Nó mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Hai người phụ nữ trẻ nói với dân làng. Ngoài sông đã giải được chấn niềm rồi. Hà Bá cũng đã chết rồi. Từ nay dân làng ta khỏi sợ ma quỷ nó làm hại nữa rồi. Dân làng chung mừng rỡ hò reo mà chạy trên dần đi để đón ông cụ về đình. Nhưng ông cụ từ chối Mà chỉ xin được đến chỗ cái tẹo Ông cụ nói với vợ chồng chú Hàn Này cháu nó đã qua được nạn rồi Nhưng trên người hãy còn yếu lắm Tôi với ông nội cháu tình thầy trò Cũng như cha con Này nó chỉ có mỗi một mình Tôi xin đem cháu về ấy nuôi dưỡng một thời gian Rồi nếu sau này Cháu có muốn về đây Thì tôi lại để cháu về nơi chôn nhau cắt rốn Cái tẹo nằm thoi thóp Khuôn mặt đã rạng rỡ hơn Dù không muốn nhưng chú Hàm vẫn cho là phải Con bé sẽ sống tốt hơn với những người có thể bảo vệ nó Dẫu sao người làng này cũng có tội với nó Nó đi theo họ Cuộc đời sẽ sang một trang mới Thằng Cần lúc này nắm lấy tay cái tẹo Nhìn nó như một đứa em gái Có lẽ sau đêm nay Chắc sẽ không còn gặp lại nữa Thằng Cần mặc buồn thiêu Cả đêm hôm ấy nó không ngủ được Sáng ngày hôm sau nhìn người ta cõng cái tẹo trên lưng nó bất giác chạy vào trong buồng Lấy ra cái diều bằng vài bóng Nó chạy, nó chạy trên mặt đi nóng hổi Cố đuổi theo cái tẹo Nó vấp ngã, đầu gối trách toạc ra Họ đã lên thuyền định nổ neo rồi Thằng Cần đứng ở dưới mà gọi với lên Tẹo ơi, cho mày con diều này Con nhớ anh nhớ mẹ Thì về lại làng chung nhá Một người lớn đón lấy con diều bằng vài bóng Đập vào tay cái tẹo Rồi thuyền nhổ neo Thằng Cần đứng ngẩn ra Hình như nó khóc Hai mắt nó ươn ướt Nhìn theo hướng con thuyền xa mãi Xa mãi rồi mất tăm Hơn 10 năm sau Thằng Cần nay đã học đại học năm thứ ba Cái tẹo đã đi được hơn 10 năm rồi 10 năm không một tin tức gì Nhưng thằng Cần chưa một lần nào quên cái ngày hôm ấy Sáng nay Một buổi sáng mùa hè Nó đứng dậy vươn vai Một sáng mà làng chum yên ả từ bên ngoài có tiếng cổng mở Nó hướng mắt ra nhìn chăm chú Bỗng hai mắt nó sáng lên Hình như có cái gì quen lắm Nó nhảy cẫng lên chạy vào trong nhà Lôi bố mẹ nó dậy Rồi chạy ùa ra sân mà nói Cái tẹo, cái tẹo về rồi này Bố mẹ ơi Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện ma làng quê sông nước, xóm Hà Bá của tác giả Nguyễn Nam đã kết lại video ngày hôm nay. Nếu cảm thấy ý nghĩa và hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho tác giả Nguyễn Nam cũng như Biển Radio thông qua hướng dẫn trong phần mô tả. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.